chương 2249, nhiếp chính vương đại yến 2. Thêm nữa điệp báo tu cùng hệ thống quân tình còn có người của thương kiến hùng, bề ngoài thì đã tiếp nhận quản chế, bên trong thì đã truyền tin tức cho bốn nhánh nhân mã gấp gáp cầu xin hồi kinh cần vương. Nhưng mà thương vĩnh trung đã giả truyền ý chỉ thay chủ tướng của bốn quân thành người mới rồi, mới nhậm chức, đối với việc có cần phải đi về giải cứu thương kiến hùng hay không đều rất do dự. Lo lắng một ngày thương kiến hùng thoát hiểm có thể hoài nghi bọn họ cũng tham gia tác loạn hay không chỉ có điều thương kiến hùng vẫn khá có sức ảnh hưởng với bốn nhánh nhân mã này sau khi tin tức thương kiến hùng gặp nạn bại lộ hoàn toàn đám chủ tướng mới nhập chức lại có phần không áp chế được đại quân cũng may bốn nhánh nhân mã này bị điều đi đúng lúc bị điều khẩn cấp mọi người ngoại trừ mang theo lương thực theo khẩu phần thì không có tiếp tế tiếp viện thương vĩnh trung đã lường trước tiếp tế tiếp viện căn bản không tồn tại không có ăn làm sao trở về còn bốn nhánh nhân mã chia ra đi các hướng khác nhau nhân mã của tử kim động Tiêu Giao Cung và Linh Kiếm Sơn đã phản ứng đầu tiên, nhân mã khẩn cấp điều khiển tới, lập tức tiến hành phong tỏa chặn bốn nhánh quân lại. Không có lương thảo tiếp tế tiếp viện, đói bụng, bốn nhánh nhân mã chỉ có thể đối mặt với hiện thực, cuối cùng bị tước vũ khí khống chế. Sau khi khống chế nhằm vào một nhóm phần tử tử chung với Thương Kiến Hùng, lại là một trận huyết tinh loại bỏ. Sau khi loại bỏ xong, phân hóa nhân mã ra, có thể nói là đã bị nhân mã chạy tới thôn tính rồi. Đây là một hồi chính biến đã được mưu đồ bày kế tỉ mỉ từ lâu. Sau khi giải quyết xong nhân mã thân tín lệ thuộc trực tiếp vào thương kiến hùng mới là đại cục đã định. Triều đình Yến quốc công khai ý chỉ, ý chỉ dưới danh nghĩa Yến hoàng thương kiến hùng, thương triều tông khống chế quân chính sự vụ của Yến quốc là nhiếm chính vương. Còn các nơi của Yến quốc cũng chưa tạo ra động tính gì lớn, chỉ hơi có gây rối mà thôi, các nơi cũng có loại trừ, thanh trừ toàn bộ giám quân các nơi mà trước đó thương kiến hùng phái trú. Đồng thời làm chăn đệm cho Thương Triều Tông cũng là trên dưới cả triều che giấu chính biến, có thể nói là làm các nơi công khai bịa đặt. Nói năm đó Thương Kiến Hùng mưu hại Ninh Vương rèm pha bạo phát, sở dĩ hại chết Ninh Vương là bởi vì năm đó ngôi vị hoàng đế thực sự là truyền cho Ninh Vương, bị Thương Kiến Hùng âm thầm giành mất. Đổi lại góc độ khác, sau Ninh Vương, Thương Triều Tông sẽ là hoàng đế yến quốc danh chính môn thuận. Đám người trên triều đình này làm vậy chẳng những giá không cho Thương Kiến Hùng mà còn liều mạng đổ nước bẩn lên một nhóm ù ù bay nhanh, rốt cuộc đã tới bên ngoài phủ thành Nam Châu, Thương Vĩnh Trung cầm đầu phong trần một đường, có phần không ra hình người nữa. Ngoài thành rừng tỏa kỵ lại, ngẩng đầu nhìn về phía trên bảng tên của cửa thành bắt mắt, cuối cùng đã tới, trong lòng tràn đầy sự khẩn trương, không dám chắc. Mới tu sửa vương phủ, người mới dọn tới bên trong phủ chưa được bao lâu liền đã có quý khách đăng môn. Vội vã đi tới cửa chính, Thương Vĩnh Trung vừa thấy Thương Triều Tông sừng sững đứng ở nội đường thì không nói hai lời, bước nhanh tới quỷ gối, lại khóc sụt sùi, dường như kích động nói không lên lời. Lúc này trên mặt thương vĩnh trung đầy sự mệt mỏi gió bụi đường, mắt đầy tơ máu rất đáng sợ, còn treo một cánh tay, lưng đeo cành mận gai, phía sau lưng đã lốm đốm không ít vết máu, rõ ràng cho thấy đã chịu đòn nhận tội. Thương Triều Tông cùng trái phải là Mông Sơn Minh và Lam Nhược Đình nhìn nhau, phát hiện vị đại tư mã này thật đúng là có thể làm được. Thương Vĩnh Trung quỳ khóc sụt sùi, mở cái hộp dài mang theo tới, bên trong là một thanh trượng kim loại màu cổ đồng, còn có một bức thánh chỉ, hai tay bưng cháp qua đầu dâng lên cao gào khóc. Ý chỉ bệ hạ lập nhiếp chính vương, còn cả thần khí trấn quốc phục tiên trượng nữa, tội thần đã mang đến đủ. Tội thần bị bệ hạ lừa bịp, tội đáng chết vạn lần, đặc biệt tới đây chịu tội. Ba người lại lần nữa nhìn nhau, trong kinh thành xảy ra chuyện gì, ba người đương nhiên là biết rõ, biết vị này lần này đã tận lực rồi. Đương nhiên cũng biết ý chỉ lập nhiếp chính vương là do vị này đưa tới. Thật ra không ít người nghĩ đến tặng đồ, nhưng cuối cùng vẫn là do vị trước mắt này đoạt được vào tay ba người cũng biết cao kiến thành đã ngầm đồng ý hành động này của cao kiến thành có thâm ý có ý định làm cho thương vĩnh trung lập được công này là muốn thương vĩnh trung tránh được một kiếp bên này cũng đã hiểu được dụng ý rồi nếu ngay cả thương vĩnh trung đều có thể bỏ qua được những người khác mới có thể yên lòng hân hoan còn như bản thân cao kiến thành hắn không có gì đáng lo lắng cũng không cần đoạt công lao này bởi vì cao kiến thành biết sau lưng mình là ai có người nọ ở đó, thương triều tông không dám làm khó hắn. Còn hiện nay Cao Kiến Thành còn tỏa chấn kinh thành khống chế cục diện bên kia nữa. Sau khi thương triều tông hơi trầm mặc liền tự mình tiến lên, hai tay đỡ thương vĩnh chung đứng lên. Hoàng thúc, không cần như vậy, chuyện đã qua đều bỏ qua đi, mọi chuyện lại như cũ. Bản vương hứa, hoàng thúc vẫn là đại tư mã của Yến Quốc. Mông Sơn Minh ở bên cạnh yên lặng nhìn, trong lòng âm thầm cảm khái, đổi lại là vương gia trước kia, chỉ sợ bây giờ vui buồn không lộ vương gia đã không còn là vương gia trước kia nữa rồi vừa mới đứng dậy thương vĩnh trung nghe vậy lại dùng rằng quỳ xuống dập đầu vài cái bái tạ có những lời này tảng đá trong lòng rốt cục đã rơi xuống không uổng công tự mình liều mạng biểu hiện trong lòng buông lỏng lúc này hắn không chống đỡ được nữa mắt tối sầm lại lại ngã bất tỉnh tại chỗ hoàng thúc đám thương triều tông thất kinh nhanh chóng gọi tu sĩ tới kiểm tra tâm phúc của thương vĩnh trung theo tới đứng ở một bên gạt lệ nói vương gia nhà ta bảy tám ngày nay chưa được chợp mắt một giấc ngon lành lại một đường cưỡi ngựa không ngừng tới nam châu sợ là mệt quá nên mất đi sau khi tu sĩ kiểm tra phát hiện đúng là như thế thật sự là mệt quá nên mất đi đám thương triều tông âm thầm thổn thức phát hiện vị này vì tự bảo vệ mình thật sự là liều mạng lúc này sai người khiêng đi chăm sóc thương vĩnh trung cảm giác ngủ tới lúc trời đen kịt sau khi hiện trường yên tĩnh lại thương triều tông cầm thần khí trấn quốc quan sát chút lại cầm ý chỉ lên mở ra kiểm tra trong lòng có thể nói là muôn vài cảm khái, ngồi ở nhà không phải làm gì cả, quyền to của Yến Quốc từ trên trời giáng xuống rơi vào trên người của mình. Sau đó Mông Sơn Minh và Lam Nhược Đình đều cầm đồ kiểm tra, sau khi xem cũng không ngừng thổn thức, vị đạo gia kia quả nhiên không giống người thường, nói thiên hạ của Yến Quốc là của vương gia, giờ đã thành sự thực, tiện tay mang tới tặng rồi. Người đâu, thương Triều Tông gọi một tên tướng tới, chuyển ý chỉ qua. Đưa ý chỉ của triều đình về quân doanh tuyên đọc, thông cáo toàn quân đây là muốn cổ vũ sĩ khí quân tâm. Vâng, tướng lĩnh tới lĩnh mệnh, hai tay cầm ý chỉ rời đi. Trong nội trạch của vương phủ, hai người cô tẩu bắt đầu kiểm tra, nghĩ kế bố trí hạ nhân vào nhà mới. Một nha hoàn bị kích động chạy tới hô to. Vương phi, vương phi, đại hỷ, đại hỷ đây. Phượng Nhược Nam quay đầu quát một tiếng. Không ra cái dạng gì, còn ra thể thống gì nữa, có chuyện gì cần phải vui như thế. Trên mặt nha hoàn cười như nở hoa, hưng phấn hoa tay múa chân nói vương phi, quận chúa, triều đình hạ chỉ rồi, bệ hạ cáo ốm, triều đình hạ chỉ lập vương ra làm nhiếp chính vương của Đại Yến, thống soái sự vụ và quân chính của Đại Yến. Tin tức này quá mức đột ngột, quá mức chấn động, Phượng Nhược Nam cùng Thương Thục Thanh có phần hơi mơ hồ, có chút hoài nghi, chuyện này sao có thể. Hiện nay Nam Châu đã không còn là một quận hiện như ban đầu nữa, tin tức gì cũng dễ dàng nắm giữ, bây giờ rất nhiều chuyện can thiệp quá lớn, hai nữ nhân đã từ từ không làm chính nữa rồi, bên thương triều tông cũng dần có ý định tránh không cho hai người biết. chương 2250, bảo vật thứ ba có được trong tám bảo vật. Chuyện trong phủ thành Nam Châu hoặc là chuyện trong địa bàn Nam Châu, khả năng hai người có nghe thấy, còn như động tĩnh ở xa kinh thành, hai người thực sự là không rõ ràng lắm. Mấu chốt là, lần này Nam Châu vẫn chưa nhúng tay vào việc bên kinh thành, hai người cũng không nhận thấy thương triều tông có hướng đi này, sao đột nhiên lại thành nhiếp chính vương của Đại Yến rồi. Phương Nhược Nam kinh ngạc bất ngờ, trách cứ, nhà đầu chết tiệt kia nói bậy cái gì chứ nhà hoàn hưng phấn khoát tay nói vương phi ta không nói quàng đại tư mã thương vĩnh trung tự mình đến truyền chỉ nghe nói còn mang thần khi trấn quốc giao cho vương gia vương gia đã hạ lệnh thông cáo toàn quân chuyện này đã không phải bí mật nữa đã truyền ra rồi thần khí trấn quốc cũng đã đưa tới rồi hai nữ nhân vô cùng giật mình nếu nắm giữ thần khí trấn quốc đây nào phải nhiếp chính vương gì thương kiến hùng ngay cả thứ này cũng đã giao ra tương ứng với việc đã giao cả hoàng quyền ra rồi. Hai nữ nhân nhất thời không còn tâm tư lo ra sự trước mắt nữa, vội vã rời đi, tìm thương triều tông xác định việc này. Thương triều tông không ở đó, đã ra ngoài, Lam nhược đình cũng không ở vương phủ, chỉ có điều có thể xác nhận từ mông sơn minh, xác thực thương triều tông đã mất đi quyền ở Yến Quốc đã bị giam lỏng. Tam đại phái đang giúp đỡ vương gia. Lần này Phượng Nhược Nam thật sự bối rối, cũng có thể nói là vừa ngạc nhiên vừa mừng rỡ, cảm giác như là đang nằm mơ, không ngờ lại được làm vương phi của nhiếp chính vương của Đại Yến Quốc, không ngờ lại là nữ nhân trí tôn của Yến Quốc. Năm đó nàng sách thương lên ngựa đánh đánh giết giết ở một góc, chưa từng nghĩ tới bản thân mình sẽ có ngày hôm nay. Tới quá đột ngột, thực sự giống như đang nằm mơ vậy. Nàng mơ hồ ý thức được, có một số việc cũng đã rõ ràng, thương kiến hùng đã trở thành vật trang trí, nam nhân nhà mình tiếp theo có thể sẽ trở thành hoàng đế của Yến Quốc, mà nàng chắc chắn sẽ trở thành hoàng hậu của Yến Quốc, con trai của nàng rất có thể sẽ là thái tử tương lai của Yến quốc. Hoàng hậu, mình lại sắp trở thành hoàng hậu của Yến quốc rồi sao? Nhớ lại chuyện cũng như vẫn rõ mồn một trước mắt, vẫn cảm thấy khó có thể tin được. Thương Thục Thanh nhìn tàu tử tạm thời hoàn toàn không còn tâm tư nữa, cũng xin cáo lui, loanh quanh trong đình viện của Vương phủ thỉnh thoảng nhìn về phía Mao Lư biệt viện. Nếu không biết Nghiêu Hữu Đạo còn sống, nàng chắc cũng không biết rõ có chuyện gì đang diễn ra. Nhưng khi đã biết Nghiêu Hữu Đạo còn sống, Đại khái tâm lý nàng đã nắm chắc, biết quyền thế của ca ca còn cả kinh biến lớn ở Yến Quốc, còn được từ Kim động trợ giúp, được tam đại phái của Yến Quốc toàn lực chống lưng, nghĩ tới nghĩ lui, cũng chỉ có vị đạo gia kia mới có bản lĩnh này. Hiện tại nàng rất muốn gặp mặt Ngưu Hữu Đạo, nhưng là lại không dám tới đó quấy rối, cũng biết tình huống của Ngưu Hữu Đạo không tiện bại lộ. Loại cảm giác gần trong gang tấc mà không thể gặp mặt này, nàng phải chịu đựng cả ngày lẫn đêm. Trong mật thất, phân cơ đi tới, đặt một tấm cổ đồng kính ở trước mặt Ngưu Hữu Đạo. Sau khi ước định cẩn thận thời gian địa điểm, rốt cuộc thương Kins đã được mang tới, bảo Gia Cát Chỉ chạy muốn chuyến mang về. Cũng không sợ Gia Cát Chỉ bỏ trốn, hiện nay Gia Cát Chỉ đã lên thuyền của bên này rồi, Gia Cát Chỉ cũng biết bây giờ mình đang làm gì, rõ ràng mục tiêu của mình là gì hơn. Bây giờ ngay cả bên hải vô cực, thái độ khi hắn đối mặt cũng đã nhạt dần. Nói cách khác, chỉ cần thành công, không những Gia Cát Chỉ hắn bình an, hải vô cực cũng bình an, đến lúc đó không cần ẩn ẩn giấu giấu nữa, cố gắng thì hải vô cực còn có hy vọng phục quốc vì vậy bây giờ gia cát chỉ đang toàn lực giúp đỡ bên này toàn lực cống hiến cho bên này nhìn tình báo trên tay nghiêu hữu đạo xem kỹ rồi bỏ xuống tự tay cầm gương đồng lên thưởng thức vân cơ nói một câu đồ là thật hay giả còn chưa biết nghiêu hữu đạo ừ ta sẽ xác định vân cơ bên ngoài đại tư mã của yến quốc là thương vĩnh trung tự mình đưa tới ý chỉ lập nhiếp chính vương của triều đình còn mang thần khí trấn quốc là phục tiên trượng tới đại cục yến quốc đã định Ngưu Hữu Đạo cầm gương đồng trên tay lật tới lật lui. Ừm, đã biết rồi. Nói với vương ra một tiếng, thần khí chấn quốc gì gì đó về sau không cần, phục tiên trượng ngươi đi lấy tới đây, nói ta muốn dùng. Vân cơ hơi gật đầu, xoay người đi, đi tới cửa chợt quay đầu nói một câu. Hồng nương xuất quan, nàng cực kỳ vui vẻ, đang đi tản bộ khắp nơi ở bên ngoài. Chuyện tốt, như hữu đạo cười một tiếng, vân cơ cũng cười, lúc này mới rời đi, không còn người ngoài nữa, cổ đồng kính ở trên tay nghiêu hữu đã chợt phát ra động tĩnh răng rắc chín đóa hoa điêu khắc trên gương đồng bắn lên không sai là thật nghiêu hữu đạo khẽ lắc đầu nhớ lại tình hình trước khi đông quách hạo nhiên lâm trung giao vật đó cho mình đảo mắt đã trải qua nhiều năm như vậy rồi hơi xúc động không biết trầm tư bao lâu chợt nghe phía bên ngoài có tiếng bước chân chuyển đến nghiêu hữu đạo nhanh chóng phục vị cổ đồng kính ở cửa một thân hình quen thuộc hiện thân trên tay phe phẩy quạt tròn vòng eo xoay dẻo đi tới ngoại trừ quản phương nhi ra thì không còn ai khác rõ ràng màu da và khí sắc của nữ nhân này không giống với trước đây nữa dường như đã trẻ hơn một chút trói lọi như hữu đạo nở nụ cười xem ra đã đột phá mặt quản phương nghi mang vẻ đắc ý nghiêng người đặt mông ngồi ở trên bàn phe phẩy quạt tròn hừng ngực khí thế nói bây giờ ta là kim phi thích bỉ về sau ngươi nói chuyện với ta cũng phải cẩn thận một chút đó bằng không đừng trách ta không khách khí như hữu đạo thật sao Bên cạnh ta có một đống mạnh hơn ngươi, xa không nói, chỉ cần nói hầu tử thôi, thực lực của hầu tử có thể khống chế được thánh la sát, ngươi so với nguyên sắc thì thế nào? Có thể chịu được một đao của hắn không? Khóe miệng quản phương nghi giật một cái, hừ một tiếng. Ta lại ngốc tới độ đứng đó chờ hắn động thủ sao? Nghiêu hữu đạo, người có tin vân cơ cũng có thể thu thập được ngươi không hả? Vẻ mặt quản phương nghi chán ngấy khinh bỉ nói. Biết là tìm người hỗ trợ, có gì tài ba, nghiêu hữu đạo không muốn tiếp tục rông dài với nàng nữa nhắc nhở đại biến sắp tới ngày đó e rằng sẽ tới nhanh hơn so với tưởng tượng của chúng ta đừng đi dạo lung tung khắp nơi nữa dành thời gian làm vững chắc cảnh giới đi rồi đã biết quản phương nghi tức giận nói một câu ánh mắt vô tình nhìn vào tay hắn chợt ngẩn ra đột nhiên đưa tay cướp tới lật xem một lượt kinh ngạc nói đây là thương kính nghiêu hữu đạo gật đầu quản phương nghi cảm thấy kỳ quái không phải ở trong tay hiểu nguyệt các sao hiểu nguyệt các đã cho ngươi rồi ư ừm như hữu đạo gật đầu quản phương nghi lật qua lật lại nhìn ra ngoài một hồi hơi thổn thức năm đó lúc như hữu đạo đưa vật đó cho ngọc thương nàng còn có thành kiến như hữu đạo nói gì lúc đó bây giờ nàng còn có chút ấn tượng không ngờ tới thực sự đã trở về rồi hỏi sao hiểu nguyệt các lại trả lại cho ngươi có chuyện gì xảy ra vậy như hữu đạo không muốn nói thêm nói một câu đơn giản không có gì quản phương nghi hơi nhíu mi biết chắc có chuyện gì xảy ra nhưng miệng của người này chuyện không muốn nói nàng cũng lười truy hỏi để thêm xấu hổ, ầm, ném thương kính lên bàn, xoay người rời đi. Đi ra ngoài bằng mật đạo, bắt gặp Vân Cơ cầm một cái hộp dài đi tới, chặn lại hỏi một câu. Vân Tỷ, lúc ta không có ở đây, có phải Hiểu Nguyệt Các đã xảy ra vấn đề gì không? Vân Cơ nói như đương nhiên, Hiểu Nguyệt Các đã bị diệt, hủy diệt, quản phương nghi trợn mắt nói. Có chuyện gì vậy, còn có thể có chuyện gì xảy ra chứ, vị kia làm, Vân cơ chép miệng về phía đầu kia của địa đạo, nói một lượt chuyện đã xảy ra. chương 2251, hạ thủ sớm mà thôi một. Sau khi nghe xong, quản phương nghi hơi trầm mặc nhớ lại trên biển rộng, tình hình người nào đó ôm người khác ở đầu thuyền, nhẹ nhàng than thở. Tính mệnh của hơn 6.000 tu sĩ, hắc mẫu đơn đời này xem như không còn oan khuất gì nữa, có thể nhắm mắt được rồi. Hắc mẫu đơn, vân cơ khó hiểu, quản phương nghi gượng cười nói, Hắc mẫu đơn chết trong tay hiểu nguyệt các không phải ngươi không biết, đây cũng là nguyên do mà hiểu nguyệt các gặp phải họa diệt môn. Dứt lời liền lắc đầu rời đi, phân cơ hơi trầm mặc, sau đó tiếp tục tiến lên đi tới mật thất, đặt cháp trước mặt Ngưu Hữu Đạo, mở ra. Ngưu Hữu Đạo tự tay lật xem trượng, lẩm bẩm một câu. Phục tiên trưởng, tám thần khí trấn quốc, bây giờ trong tay hắn đã có ba rồi, còn tung tích của năm thứ khác đã biết rõ. Thôn thiên hoàn hẳn là trong tay ô thường, sơn hà đỉnh ở trong tay Hàn Quốc, lượng thiên thước trong tay tấn quốc, định thần châu của tế quốc lần này cũng rơi vào tay tấn quốc rồi, phá không kiếm thì đang trong tay tống quốc. Đối với một người đã biết công dụng của tám thần khí như hắn, chỉ cần có hầu tử ở đây, thôn thiên hoàn và sơn hà đỉnh có cần thu được hay không đã không còn quan trọng nữa rồi, chỉ cần có được lượng thiên thước, định thần châu và phá không kiếm là đủ rồi. Phủ thứ sử Bắc Châu, bên trong tính thất, mùi thuốc lượn lờ, thiệu đăng vân lặng im đối mặt với bức họa ninh vương treo trên tường. Sau khi lơ đãng một lúc, Thiệu Đăng Vân cầm trong tay tin tức có liên quan tới việc Thương Triều Tông trở thành nhiếp chính vương của Đại Yến bỏ vào trong chậu than, đốt cháy. Thiên Ngọc Môn, trong bờ đất trồng rau bên suối cạnh núi gieo ba hạt phượng lăng, bành ngọc lan tưới nước. Một người nhẹ nhàng tới đứng trên bờ ruộng, chính là trưởng môn Thiên Ngọc Môn bành hữu tại. Thấy hắn tới, hai phu phụ đã có vẻ già nua lập tức thảy đồ trong tay xuống, đi tới bái kiến. Bành hữu tại lại phất phất tay ý bảo không cần đa lễ, móc trong tay áo ra một bức thư đưa cho hai vợ chồng xem thử đi hai người không biết là thứ gì còn cần vị này tự mình đến thông báo lúc này mới cùng nhau xem thử sau khi phương lăng ba xem thì kinh ngạc nhiếp chính vương của đại yến thương kiến hùng bị giam lỏng rồi thương triều tông đã đoạt quyền rồi bành hữu tại gật đầu ta cũng không biết thương triều tông đã dùng thủ đoạn gì lại thuyết phục được từ kim động đưa ra nhiều lợi ích cho tiêu giao cung và linh kiếm sơn chia đều như thế nghe được lời đồn có ý là như vậy Bây giờ ngay cả thần khí chấn quốc của Yến quốc đã rơi vào tay của Thương Triều tông rồi. Nói chung, Thương Kiến Hùng đã không còn hy vọng chờ mình nữa, chuyện Thương Triều tông xưng đế đã là chuyện sớm hay muộn, nói cách khác, nữ nhi của các ngươi, cháu ngoại của ta, nhược nam sớm muộn cũng sẽ trở thành hoàng hậu của Yến quốc. Bành Ngọc Lan lẩm bẩm, hoàng hậu Yến quốc, có phần khó có thể tin, nữ nhi mà hai người già này luôn lo lắng trước đây lo không ai thèm lấy hoặc lo sẽ không gả được mối tốt như nữ nhi nhà người ta, lại sắp trở thành hoàng hậu mẫu nghi thiên hạ của một nước, chuyện này ngay cả bà ta từng làm nhiều chuyện tàn sát như vậy cũng cảm thấy khó có thể tin được. Bành hữu tại lại vuốt dâu, bây giờ đã là vương phi của nhiếp chính vương đại yến, một khi thương triều tông xưng đế, hậu vị của nhược nam là không thể chạy thoát được. Chuyện này thương Triều Tông cũng không thể lập nữ nhân khác được, sẽ không hợp lễ nghi, Mông Sơn Minh và Lam Nhược Đình cũng sẽ không đồng ý với chuyện đó. Thêm nữa, Nhược Nam là mẹ đẻ của trường tử của thương Triều Tông, mát mặt vì con, hậu vị của nhược nam trên căn bản là chuyện ván đã đóng thuyền rồi. Phượng Lăng Ba cười gượng, không ngờ tới nhà đầu này còn có mệnh làm mẫu nghi thiên hạ. Rõ ràng là dáng vẻ khó tin, Bành Ngọc Lan có phần buồn cười, nghĩ lại năm đó gả nhà đầu kia cho thương triều tông nó còn sống chết không muốn, bây giờ sợ là nữ tử thiên hạ tiện sát. Mặt Phượng Lăng Ba lại tỏ ra phiền muộn, gả cho thương triều tông là chuyện tốt sao? Ngày hôm nay của Thương Triều Tông là đạp lên máu của Phượng Gia Ta mà leo lên. Lời này vừa nói ra, Bành Ngọc Lan buồn bã, nhớ tới trong trận kịch biến một nhóm con cháu bị giết, cảnh tượng họ hàng bên vợ cùng ngoại thân giết chóc tương tàn, nàng mãi mãi cũng không quên được. Nhưng cũng biết, nếu như năm đó trận tranh quyền đoạt lợi kia do Phượng gia thắng thì những người thương triều tông sợ là cũng khó trốn được một kiếp, sợ là nữ nhi sẽ phải làm quả phụ. Cũng bởi vì chuyện năm đó Phượng gia hạ ngoan thủ, xem như đã hoàn toàn đẩy nữ nhu cho thương triều tông rồi. Bành hữu tại biết hai người đang suy nghĩ gì, hỏi. Lăng ba, Năm đó nếu Nam Châu thật sự vào tay của ngươi, ngươi có thể chắc chắn đi tới ngày hôm nay giống Thương Triều Tông không? Phượng Lăng ba trầm mặc một hồi, than thở, không thể đi đến được, Bành Hữu Tại, nơi đây cũng không còn người ngoài nữa không cần phải nói giấu đầu hở đuôi làm gì. Từ tình huống trước đây thì chỉ sợ chúng ta ngay cả Nam Châu có lẽ cũng không khống chế nổi. Lần Hàn Quốc và Tống Quốc đánh yến quốc, yến quốc loạn trong giặc ngoài, bấp bênh, tràn ngập nguy cơ, nếu không có nhân mã Nam Châu của Thương Triều Tông ngăn cơn sóng dữ, Yến Quốc đã diệt vong, làm sao còn đất dung thân cho chúng ta nữa? Trận chiến đó của Thương Triều Tông có thể nói là đã thay đổi toàn bộ thế cục của bảy nước. Tiện Đà cũng thở dài, "Lăng Ba, chuyện đã qua liền cho qua đi thôi. Hiện nay Thương Triều Tông đã không phải người mà chúng ta có thể động đến được nữa, ngay cả Bắc Châu chúng ta đều đã nằm trong phạm vi thế lực của hắn rồi, lời không nên nói thì không cần nói." Nếu có thể, phù phụ các ngươi nên qua lại với Nhược Nam nhiều một chút. Câu nói sau cùng mới là mục đích lần này hắn tới. Thiệu phủ kinh thành tấn quốc, xe ngựa đậu ở cửa, thiệu bình ba cùng thái thúc hoan nhi muốn ra cửa. Thiệu tam tỉnh vào thư phòng, nhìn thấy thiệu bình ba vẫn còn ở trên bàn viết gì đó, mới đi qua nhắc nhở một câu. Đại công tử, công chúa đã chuẩn bị xong, lễ vật thăm hỏi cũng đã xong cả, nên xuất phát rồi. Thiệu bình ba không hé răng, mua bút thành văn, viết xong một phong thư, cầm thổi khô sau đó chuyển qua. Chuyển cho tử ngọc đi. Tử Ngọc là một trong những học sinh ở Bắc Châu của hắn, bởi vì quyền sở hữu ở nguyên vệ quốc khá xuất sắc, trong khoảng thời gian ngắn đã được mặt rồng Thái Thúc Hùng liên tục tăng chức 3 lần. Lần này bởi vì đối mặt với đất chiếm được ở Tề Quốc Cần, Thái Thúc Hùng điều người tới để phân công cho đủ. Bởi vì nhu cầu cần nhân tài cấp bách, Thái Thúc Hùng cũng không muốn dùng đám người chỉ biết tham lam không hiểu kinh lược, chỉ ít không thể dùng toàn bộ người như thế được, lại cố ý điều một nhóm học sinh trong trường Thái học có sở trường đi tới Tề Quốc nhậm chức. Bởi vì thời gian sáng lập trường thái học hơi ngắn, tốc độ khuyết trương của tấn quốc quá nhanh, thái thúc hùng lại nhiều lần cần người từ trong trường thái học, tốc độ bồi dưỡng học sinh nhất định là không thể kịp được. Những học sinh còn chưa tinh thông hoàn toàn đã bị điều đi nhậm chức, thiệu bình ba có chút bận tâm, đặc biệt là học sinh của mình, căn dặn thông báo một vài chuyện cần chú ý. Với hắn thì đây không phải việc nhỏ, chuyện liên quan tới danh dự của trường thái học, vì vậy mới chấp nhận để công chúa chờ lâu cũng phải xử lý xong chuyện này đã nhận thư mà thiệu bình ba đã viết xong cất thư vào trong tay áo đi nhanh tới vắt khô một cái khăn ướt đưa cho thiệu bình ba lau tay nhắc nhở thêm một câu bên yến quốc đã xác nhận là từ kim động bỏ qua lợi ích của mình chia đều cho tiêu giao cung và linh kiếm sơn nên mới có thể thúc đẩy lần đoạt quyền này thiệu bình ba hừ lạnh thương kiến hùng đi nước cờ ngu xuẩn này đương nhiên không công cho thương triều tông chiếm lĩnh bây giờ ngược lại bị thương triều tông coi làm lợi thế để lợi dụng tiêu giao cung và linh kiếm sơn chuyện này là do bản thân hắn tìm đường chết chương 2252, hạ thủ sớm mà thôi hai Ta thấy, cổ động thương kiến hùng làm vậy, chắc chắn chính là tên cao kiến thành kia rồi. Thiệu tam tỉnh vâng, không có cao kiến thành này giúp hành động khắp nơi trong Yến quốc, lúc này Yến quốc tất đã rối loạn, thương triều tông không thể thuận lợi có được như vậy. Nhận khăn mà thiệu bình ba đưa lại, thiệu tam tỉnh thấy hắn không có ý gì khác, nhịn không được nhắc nhở một cái. Còn nhớ trước đây đại công tử từng nói, cao kiến thành này là người của ngưu hữu đạo, Thiệu Bình ba chỉnh sửa xiêm áo trên người, bây giờ còn cần hoài nghi sao? Phán đoán của ta không sai. Thiệu Tam Tỉnh thấy kỳ quái không phải là chuyện này, lần này vì sao đại công tử lại không hoài nghi Ngưu Hữu Đạo còn sống? Thiệu Bình ba hơi lắc đầu, không có gì hoài nghi hay không cả, là người của Ngưu Hữu Đạo thì cũng có thể là người của Nam Châu, Ngưu Hữu Đạo chết, đầu quân cho Thương Triều Tông cũng không có gì lạ. Rút lời xoay người đi ra cửa, Thiệu Tam Tỉnh nhanh chóng bưng chậu đuổi kịp sau khi ra cửa gì giao chậu cho hạ nhân ở cửa thu dọn, mình thì đi tìm người của Hắc Thủy Đài giao phó Minh Tín, chuyển giao cho vị học sinh tới đất tề nhậm trước kia. Đã là Minh Tín cũng sẽ không sợ Hắc Thủy Đài nhìn được nội dung trong đó, trong đó đều là những chuyện của Tấn Quốc, không cần phải che che giấu giấu. Trong đình đài lầu các chờ đợi, Thái Thúc Hoan Nhi nhìn thấy trượng phu tới thì mặt nở nụ cười tới đón, hai phu phụ dắt tay rời đi. Sau khi ra cửa, phu phụ cùng lên xe ngựa, sau đó hộ vệ đi theo đoàn xe không nhanh không chậm rời đi. Đi tắt vào trong thành, phía trước đột nhiên gặp phải cản đường tranh cãi ẩm ý, thiệu bình ba mở màn cửa sổ ra nói một câu. Đi hỏi thử xem có chuyện gì xảy ra, lúc này thiệu tam tình nhảy xuống khỏi lưng ngựa, dẫn người qua đó hỏi. Sau khi biết được tình huống thì quay lại đẩy cửa sổ xe ra bẩm báo. Đại công tử, bởi vì chuyện cửa hàng bán hàng, người mua hình như đổi ý không đồng ý với giá cả, người bán không nghe theo nên mới dùm ben. Chuyện như vậy gần đây dường như phát sinh không ít ở trong kinh thành. Thiệu Bình Ba lạnh nhạt nói, để cho bọn họ ẩm ý đi, đi đường vòng vậy. Vâng, lúc này Thiệu Tam tỉnh truyền lệnh đi vòng, bên trong xe ngựa Thái Thúc Hoan Nhi có chút ngạc nhiên. Phu quân, trong kinh thành gần đây tại sao lại luôn xuất hiện chuyện như vậy? Đối với nàng, nàng cũng phát hiện sự thần bí của trưởng phu mình, nghi vấn gì dường như đều cũng có thể tìm được đáp ở chỗ trưởng phu, dường như sẽ không có chuyện bí ẩn gì trưởng phu không giải được. Thiệu Bình Ba, chắc là tin tức rời đô đã truyền ra rồi. Rời đô, Thái Thúc Hoan Nhi trần trừ nói, nghe nói việc này lực cản trong chiều khá lớn, không phải còn chưa có kết luận hay sao. Thiệu Bình Ba, lực cản lớn là bởi vì có vài sản nghiệp của người ta ở chỗ này. Đô Thành Tấn Quốc ở đây tất đất tất vàng, một khi rời Đô Thành Tấn Quốc, nơi đây sẽ tiêu điều đi nhiều, có vài cửa hàng điển sản sẽ không đáng giá như hiện tại nữa, đương nhiên sẽ có người không muốn rời, mới vừa rồi tranh cãi ẩm ý đại khái là vì vậy. Còn như lực cản chỉ là tạm thời mà thôi, đất tấn cần cỗi, Bây giờ địa vực tấn quốc rộng lớn, đô thành tiếp tục đặt ở đây đã không còn thích hợp nữa, khoảng cách để truyền đạt chính lệnh cũng quá xa, rời đi là chuyện tất nhiên. Bệ hạ chỉ là truyền ra chút tin đồn xem thử phản ứng thế nào, căn cứ vào độ chấn động của phản ứng sẽ có đối tượng phải cưỡng chế. Thái Thúc Hoan Nhi hiểu ra, lại nói, vậy sau sẽ rời tới đâu? Thiệu Bình Ba, chắc chắn là đô thành của nguyên vệ quốc. Thái Thúc Hoan Nhi nghe xong thì cảm thấy hưng phấn, tin tưởng vào phán đoán của hắn. Phu quân, vậy chúng ta có phải cũng nên sớm đưa chút gia nghiệp qua bên kia không nhân dịp giá còn đang rẻ thiệu bình ba tự tay ngắt cái mũi của nàng lắc lắc một cái đường đường là công chúa lại biến thành đứa tham tiền rồi nàng tránh đi được lại lắc đầu nói chuyện cạnh tranh lợi ích với người ta này không cần làm nữa nhất là thời điểm rời đô mẫn cảm nàng thân là công chúa mà làm vậy sẽ tạo thành phong trào dễ bị người ta tóm đuôi nhiều một chuyện không bằng bớt một chuyện thái thúc hoan nhi có chút không vui lầm bầm Chàng không biết đồ ăn dầu muối của nhà đắt thế nào đâu, trong nhà cần chi tiêu cho nhiều người như vậy, còn muốn nhận ân tình, chàng còn thường xuyên giúp đỡ học sinh của chàng nữa, dựa vào chút bổng lộc của chàng và cả chút tiền lương trong cung cho thiếp căn bản không đủ. Chàng lại không làm những việc tham ô nhận hối lộ như bọn họ, vẫn luôn chịu cảnh miệng ăn núi lở này, không chịu được lâu nữa. Thiệu Bình Ba mỉm cười, công chúa của chúng ta cũng biết đồ ăn gạo dầu muối đắt, thật không dễ dàng. Thái Thúc Hoan Nhi đấm hắn hai cái còn không phải là do chàng fa hơn nữa chuyển chút sản nghiệp qua thì sao chứ là cho chính mình bỏ tiền ra mua lại không phải tham chiếm không gì thiệu bình ba ha hà đám người trong triều vô cùng tinh danh chắc chắn hiện tại giá bên vệ kinh đã mỗi ngày một giá rồi còn có thể đợi nàng giờ qua đó mua sao thái thúc hoan nhi kinh sợ nói vậy thì càng phải nhân lúc còn sớm chúng ta thật sự không có tiền hiện tại không mua về sau sẽ càng không mua nổi còn chậm chế nữa chẳng nhẽ chờ phụ hoàng ban cho chúng ta chỗ ở sao chẳng phải sẽ làm cho các huynh đệ tỉ muội trong cung chế diệu ư. Thiệu Bình Ba nhẹ nhàng than thở, nghe lời nào, đừng nên nhúng tay vào việc này, về nàng hãy tìm lão thiệu, ông ấy sẽ giao phó với nàng. Thái Thúc Hoan Nhi bất mãn, không có tiền, hắn có thể khai báo cái gì. Thiệu Bình Ba miễn cưỡng cười, hắn là người cần vì tiền dùng cho cuộc sống mà phiền não sao. Vị công chúa này khó tránh khỏi có chút xem nhẹ hắn rồi, than thở. Nhà chúng ta bên vệ kinh có 20 cửa hàng vị trí mặt đường, năm tòa đại trạch viện thượng hạc, còn có 5.000 mẫu ruộng tốt ở phụ cận vệ kinh, chỗ này có đủ không? Thái thúc hoan nhi mở to hai mắt nhìn, thật hay giả, chàng đừng có đùa cờ ta, thiệu bình ba hơi bất đắc dĩ, nàng cảm thấy ta sẽ đùa kiểu này sao? Thái thúc hoan nhi níu tay áo hắn, nói, chẳng lẽ chàng giấu ta cất của riêng ư? Thiệu bình ba giờ khóc giờ cười, nàng suy nghĩ nhiều rồi, trước đây lúc vệ kinh bắt đầu đại loạn, sản nghiệp tựa như cải trắng. Ta bảo hắc thủy đài giúp ta đặt mua những sản nghiệp này, trên danh nghĩa là để ta tiện hành sự ở về quốc khế đất các thứ đều nằm trong tay lão thiệu nàng tìm ông ấy đòi là được thái thúc hoan nhi mở to hai mắt nhìn chàng từ lúc đó đã trắng trợn lập nghiệp rồi thiệu bình ba ta là người nghèo không chuẩn bị sớm thì làm gì được chẳng nhẽ phải chờ tới bây giờ hay sao hiện tại một vạn kim tệ ngay cả mua nhà cửa cũng không mua nổi khi đó đấy chỉ tốn một vạn kim tệ ta đã mua được toàn bộ rồi nàng nói ta nên mua hay không mua hả nàng cứ yên tâm đi toàn bộ tấn quốc không ai mua sớm hơn so với ta đâu không làm nàng thiếu chỗ ở được năm đại trạch viện phân bố ở những khu vực tốt trong vệ kinh nàng muốn ở đâu cũng được không ai dành với nàng cả thái thúc hoan nhi hưng phấn bỗng nhiên ý thức được gì đó từ khi đó chàng đã ý thức được phải rời đô sao thiệu bình ba một khi chiến sự có ngày đắc thắng nơi đây sẽ không thích hợp làm kinh đô nữa mà vệ kinh lại là thứ có sẵn không cần xây dựng rầm rộ tỉnh thì tỉnh lực thêm nữa còn là nơi giàu có và đông đúc, khí hậu ôn nhuận, đồng cỏ phí nhiêu nghìn dặm, lương thực phong phú, đường thủy thông suốt bốn phương, lại ở vị trí giải đất trung tâm của ba nước, dễ dàng hạ chính lệnh, muốn rời đô tất nhiên là vệ kinh. Chẳng qua ta có lòng tin tấn quốc đắc thắng nên mới hạ thủ sớm mà thôi. Thái thúc hoan nhi nghe xong gần như là nhảy nhót hoan hô, khó có thể tưởng tượng được, một vạn kim tệ liền mua được nhiều sản nghiệp như vậy, bây giờ đã lãi gấp bao nhiêu lần, phát đại tài rồi, hai mắt cũng bắt đầu sáng rực chương 2253, xảo trá vơ phép tài sản. Thiệu Bình Ba chỉ cười nhạt, chuyện như thế này hắn sẽ không để trong lòng, chẳng qua là chuyện khi đó tiện tay làm mà thôi, hiện tại chuyện hắn để bụng và lo lắng chính là sẽ lập tức gặp được người rồi. Thái Thúc Hoan Nhi ở đó nói lại nhảy, lời trong lời ngoại ý là phải xem được cảnh các huynh đệ tỉ mũi ngoác mồm kinh ngạc. Bởi vì nhìn thấy dáng vẻ hiện giờ của nàng rất hạnh phúc, thêm nữa Thái Thúc Hùng hổ thẹn với nàng, đương nhiên là tương đối thiên vị, từ đó những huynh đệ của nàng thì hay rồi, nhưng những tỉ muội thì không phải vậy, khá khinh thường nàng, thiên tính giữa nữ nhân phải nói là âm dương quái khí. Nàng cũng biết, nếu không phải sợ chọc giận thái thúc hùng nên không ai dám dèm pha gì nàng, đám tỉ muội đó sẽ không chủy hạ lưu tình. Nàng còn trẻ, ngay cả 20 tuổi cũng chưa tới, không thể làm được chuyện không quan tâm hơn thua, cũng là người cần mặt mũi, không muốn để đám tỉ muội kia nhìn nàng quẫn bách mà chê cười. Thấy nàng có chút quá mức cao hứng, Thiệu Bình Ba không nhịn được nhắc nhở một câu. Sản nghiệp lại chỉ để lại một bộ phận, đa phần cũng sẽ phải tặng cho người ta. Thái Thúc Hoan Nhi ngừng miệng ngơ ngẩn nhìn hắn, đa phần phải tặng người ta? Thiệu Bình Ba, bên Liễu Nhi, nàng chọn một căn nhà tốt một chút cho muội ấy, lại đưa thêm hai cửa hàng, thêm 500 mẫu ruộng tốt cho muội ấy nữa. Nghe nói là cho Thiệu Liễu Nhi, vẻ mặt của Thái Thúc Hoan Nhi hơi nghiêm túc gật đầu, biết tiểu cô này trước mắt có tình cảnh rất xấu hổ không dám có ý kiến gì, đối với chuyện này cũng sẽ không có ý kiến gì, gật đầu nói. Chuyện đó là phải rồi, nhưng chàng nói là đa phần, mới vừa phân chia, hiển nhiên không tính là cách nói đa phần gì. Thiệu Bình ba, những thứ khác cũng không thể nói là tặng được, đám học sinh kia của ta bọn họ cũng phải sinh hoạt, tương lai cũng đều sẽ có vợ con, giải quyết một chút nỗi lo về sau cho bọn họ cho thích hợp. Cũng có thể để cho bọn họ an tâm làm việc, những ruộng tốt này chúng ta giữ lại một nghìn mẫu là đủ rồi trực tiếp tặng cũng không thích hợp, những thứ khác sẽ bán trao tay theo giá lúc ta mua được cho bọn họ, lúc mua chính là vì nghĩ tới bọn họ nên ta mới hạ thủ, cửa hàng cũng đưa ra 10 gian, cho ai, phân chia thế nào, bên lão thiệu sẽ sắp xếp. Thái thúc hoan nhi có cảm giác cao hứng hụt một trận, cảm thấy thật đúng là đa phần đều phải tặng người ta rồi. Cảm thấy nếu không phải suy nghĩ đến những người đó, trưởng phu chưa hẳn sẽ hạ thủ sớm làm việc này. Bán trao tay giá gốc, coi như là mua trước cho bọn họ đi. Đối với chuyện này, nàng cũng không tiện nói gì, nàng đang ở hoàng gia, biết trưởng phu tương lai làm việc sẽ cần một vài thành viên nòng cốt, sắp xếp như vậy coi như là ổn thỏa. chỉ là có cảm giác như bị cắt thịt, đang vui vẻ bị tạt trậu nước lạnh. đi tới càng lúc càng gần mục đích, tâm tình này của nàng dần bị một tâm tình khác thay thế, bởi vì sắp gặp người muốn gặp rồi. tề quốc phong quốc, hoàng hậu thiệu liễu nhi bị hắc thủy đài đón tới kinh thành tấn quốc trước, tới sau thiệu bình ba vẫn chưa đi gặp mặt, Hạo chân cũng bị áp tới biện pháp xử trí của triều đình cũng đã hạ, nhất định là không được làm hoàng đế nữa, bị hạ xuống thành an nhạc vương, giam lỏng trong một trạch tử trong kinh thành. Còn thiệu liễu nhi từ hoàng hậu biến trở về thành vương phi. Thái thúc hoan nhi biết bởi vì chuyện ban đầu, thanh danh của mình không tốt, nhất nhiều người của gia đình bình thường sẽ không chấp nhận nổi, còn chưa biết tiểu cô này sẽ có thái độ gì, cũng không biết sẽ tiếp nhận mình hay không. Đây là người nhà chồng đầu tiên mà nàng gặp mặt, cũng có thể cảm giác được trưởng phu thật ra rất quan tâm tới cô muội muội này, trong lòng có chút lo lắng không yên. An nhạc vương phủ, môn đình rất sâu, bên ngoài nhìn như an bình nhưng trong nội bộ lại không bình yên, bởi vì bị quấy rối. Kim vương hạo khải của nguyên tề quốc cùng đại vương hạo vân thắng dẫn người tìm tới cửa vơ vét tài sản tài vật. Đối mặt với hạo khải nói khoác mà không biết ngược, sắc mặt hạo chân căng cứng, vì vợ con không thể không nhịn được. Bên cạnh là lão nô thiếp thân bị đánh ngã trên đất, mang tới từ bên tề quốc, đang nằm trên mặt đất kêu rên tiếng đau khổ, lúc hộ chủ hơi nhiều lời hai câu mà thôi. Hai đứa con trai của Hạo Trân tức giận đến run lẩy bẩy, nắm chặt hai tay, lại bị thiệu liễu nhi gắt gao ngăn cản. Phượng Hoàng bị rơi xuống không bằng gà, nếu không như thế, tình cảnh của vợ chồng bọn họ xác thực là rất xấu hổ, nói là mất đi tự do cũng không quá đáng. Tình cảnh hôm nay nếu Hạo Khải và Hạo Vân thắng, vì thu mua lòng người, cũng là vì làm cho những nước khác xem, dễ dàng tiến hành tiếp nhận những người đầu hàng trong tương lai, vì vậy Tấn Quốc bảo lưu lại hai người, phong chức phương tước phu phụ hạo chân, bên tấn quốc không thể nào cho bọn họ quyền quý được, triều đình tấn quốc cũng sẽ không thể nói không giữ lời như thế, nhưng cố tình người trong nhà lại không buôn tha cho bọn họ, gây khó khăn đủ đường, không ngừng chạy tới dở trò gian trá, vơ vét tài sản. Hạo Khải và Hải Vân Thắng bây giờ cũng chỉ có thể lấy chút tiền lương, dựa vào chút phong thưởng mà sống qua ngày, vốn định cứ vậy mà sống qua ngày nhưng thế sự không thể như ý, tiểu quỷ khó choi, hai người không ai có thể cậy vào bối cảnh cùng quyền thế, muốn tự tại, không có tiền thì đừng mong có được thanh thản hay tự tại gì. Phía sau tiểu quỷ khó dây dưa đương nhiên là có người mở một con mắt nhắm một con mắt, người đầu hàng có kết quả gì cũng cần phải làm cho một số người ở tấn quốc thấy, phải trả giá. Chạy tới dọa dẫm phu phụ hạo chân là vì tiền, cũng là muốn chứng minh lòng trung thành của mình, lấy việc làm khó dễ phu phụ hạo chân để chứng minh. Phu phụ hạo chân lúc tới đây đích xác là có mang theo chút tài vật từ tế quốc tới, nhưng mấy ngày nay đã bị Hạo Chân và Hảo Vân thắng xảo trá vơ vét lấy đi hơn phân nửa rồi. Cáo trạng cũng vô dụng, Hạo Khải và Hạo Vân thắng nói là việc nhà mình, người một nhà tranh luận chia gia sản, thanh quan khó nhúng tay vào việc nhà, mỗi bên đều có lý nên không giải quyết được gì. Phía sau chuyện này cũng có người đang thờ ơ lạnh nhạt. Mang thủ hạ tới lật cả đáy lên nhưng lại không tìm thấy vật gì, ngay cả đồ trang sức của thiệu liễu nhi cũng đã tìm ra, cũng chỉ có một cái hộp nhỏ mà thôi. Thủ hạ chạy tới bên tai Hạo Khải và Hạo Vân Thắng nói thầm mấy câu, nói không tìm được cái gì. Hai mắt Hạo Khải quét ngang, đi tới trước mặt Hạo Chân, trầm giọng nói: "Giấu đồ đi đâu rồi?" Hạo Chân phẫn nộ: "Ngươi đừng có quá tham lam, đã bị các người cướp sạch rồi, còn muốn như thế nào nữa?" Tài vật xác thực là có giấu đi một chút, không giấu thì biết làm sao, nhiều đồ hơn nữa cũng không chịu được cướp đoạt như vậy, không cất thì sao sống, người nhà hắn còn cần sinh hoạt. Hắn cũng không mang nhiều tài vật tới đây một quân vương vong quốc tài vật trong cung đương nhiên là cũng bị tấn quốc tịch thu sao có thể để hắn mang tới bên này được hạo khải cũng nổi giận tiến lên nắm cánh tay của hạo chân tự tay mò tay áo của hạo chân muốn lục soát xem có phải đang giấu cái gì không đối với hạo chân gã cũng xác thực là căm hận người này lại làm hoàng đế tề quốc dựa vào cái gì chứ làm tề quốc diệt phong rồi còn muốn hưởng thụ tài phú của tề quốc hạo chân cũng phẫn nộ hai người gần như đánh nhau hạo vân thắng mặt hất một cái lập tức tiến lên giúp Hạo Khải, hắn xuất thân võ tướng, Hạo chân nào có thể chống lại hai người liên thủ được. Dừng tay, dừng tay, Thiệu Liễu Nhi sốt ruột hò hét, đồng thời gắt gao ngăn hai thiếu niên đang tức giận lại, sợ đối phương hạ độc thủ với hai tử. Hạo Khải và Hạo Vân Thắng còn có chức quan nhàn hạ, thủ hạ là võ sĩ, người mang theo nhiều hơn so với bên này, mà bên này chỉ có mấy người hạ nhân chiếu cố sinh hoạt bình thường. Chương 2254, ô thường phản đối 1 lúc này võ sĩ hai người mang tới đang lạnh lùng nhìn chằm chằm bên này đám hộ vệ của vương phủ là tu sĩ tấn quốc đứng cậy thờ ơ lạnh nhạt hạo chân tuy ở đây nhưng nếu là bị huynh đệ nhà mình cướp đoạt gia sản đánh chết lại không thể trách được tấn quốc có chuyện gì xảy ra một tiếng nhàn nhạt truyền đến mọi người quay đầu nhìn lại chỉ thấy một nhóm không nhanh không chậm đi tới người cầm đầu chính là thiệu bình ba mặt không chút thay đổi tác phong nhẹ nhàng đi tới đi theo là thái thúc hoan nhi cùng một đám hộ vệ có người vội vàng kéo hạo khải và hạo vân thắng ra thấp giọng rè chừng gấp gáp nhắc nhở thiệu đô đốc tới hai người vừa nghe nhìn lại cũng nhanh chóng buông tay lui ra cũng có chút xấu hổ đi qua hành lễ bái kiến công chúa bái kiến thiệu đại nhân hai người có chút buồn bực ngay từ đầu lúc tới gây sợ cũng lo lắng vị này sẽ ra mặt sau lại thấy vị này không có bất kỳ phản ứng nào đoán chừng cũng muốn tránh bị nghi nghi cũng sẽ không nhúng tay làm mấy lần rồi nhưng đều không có phản ứng sau đó mới can đảm hơn ai ngờ hôm nay lại xuất hiện hai người hơi sợ chút thái thúc hoan nhi hơi gật đầu thiệu bình ba lại thờ ơ khi thấy hai người bái kiến ánh mắt nhìn chằm chằm thân trên của hạo chân quần áo mất trật tự bị chơi đùa tới mặt mũi sưng vù sau đó lại nhìn mặt thiệu liễu nhi nhìn thấy trong mắt muội muội là lệ dương dưng cố nén lá chã trực khóc trong lòng hắn dường như bị một vật gì đó hung hăng đập một cái nhưng trên mặt hắn lại không nhìn ra chút gì nhìn thấy thiệu liễu nhi thiệu tam tỉnh cũng mù quáng trước đó do thám biết tình cảnh bên này Thiệu Tam Tỉnh muốn đến giúp đỡ, lại bị Thiệu Bình Ba cản lại. Đưa mắt nhìn muội muội một lúc, Thiệu Bình Ba bình tĩnh gọi một tiếng. Liễu Nhi, Thiệu Liễu Nhi muốn nói lại thôi, nhìn tình cảnh trước mặt, cuối cùng vẫn mềm đi kêu một tiếng. Ca, rốt cuộc sau khi nghe tiếng gọi này, Thiệu Bình Ba khẽ gật đầu mắt lạnh lẽo liếc qua hiện trường, thản nhiên nói. Ai có thể nói cho ta biết, đây là chuyện gì xảy ra? Hắn đương nhiên là biết đang có chuyện gì xảy ra, hắn đang đợi Thiệu Liễu Nhi tìm đến mình, thế nhưng không đợi được, xem ra trong lòng muội muội còn giận chuyện trước kia. Vì vậy tiếp tục chờ, chờ Thiệu Liễu Nhi bị ép vào tuyệt cảnh, đến thời điểm Thiệu Liễu Nhi không chờ được phải tìm tới hắn, đến giờ phút mấu chốt mới xuất hiện đúng lúc. Hiện trường không ai hé răng, Thiệu Bình ba giơ tay lên vẫy vẫy tay với hai đứa bé được bảo vệ phía sau Thiệu Liễu Nhi, bởi vì hắn nhìn thấu hai đứa bé là người dám nói ra tình hình thực tế. Hai đứa bé nhìn thấu người tới là nhân vật có thể làm kinh sợ những người có mặt ở đây, cũng đã nghe nói tới kế mẫu có một ca ca làm đại quan, trước khi gặp phải khốn cảnh hạ nhân nơi này cũng từng đề cập tới. Lúc này tránh được ràng buộc của Thiệu Liễu Nhi đi qua hành lễ, lần này Thiệu Liễu Nhi cũng không tiện ngăn cản. Đối mặt với hai đứa bé hành lễ, Thiệu Bình ba khẽ gật đầu. "Không phải sợ, nói cho ta biết chuyện gì xảy ra." Bọn họ chạy tới cướp đồ, một đứa trẻ trong đó lập tức chỉ vào Hạo Khải và Hạo Vân Thắng, lên án mạnh mẽ tình hình hai người nhiều lần chạy tới xảo trá vơ vét tài sản, căm giận không thôi. Thiệu Bình ba mắt lạnh liếc hai người, cũng không hỏi chuyện này là thật hay không, lạnh nhạt nói. Vô pháp vô thiên, người đâu, chặt đứt tay chân hai bọn họ ra, ai dám ngăn cản, đánh gãy xương. Hộ vệ phía sau lập tức vào tới, ấn hai người lên mặt đất, hai người dẫy ruộ trên mặt đất, thất kinh. Thiệu Đô Đốc, đây là chuyện nhà của bọn ta, đây là chuyện nhà của bọn ta. Lần lượt, hai bóng người chợt xuất hiện, lần lượt xuất thủ cản trở, chính là tu sĩ trông giữ vương phủ này, một người chắp tay nói. Thiệu đô đốc, bọn họ dù sao thân là vương tước của tấn quốc, ngài làm như vậy không thích hợp lắm đâu. Xảy ra chuyện chúng ta cũng không tiện báo cáo, cứ làm như bình thường là được. Cái gì gọi là làm sắp xỉ là được rồi. Thiệu bình ba hờ hững nhìn, hắn đích thân tới, làm sao có thể làm sắp xỉ thôi mà được. Tay xoay một cái lấy lệnh bài của hắc thủy đài ra. Hắc thủy đài làm việc, mong người không liền quan đừng nên can thiệp vào. Trên tay hắn vẫn luôn có một tấm lệnh bài của hắc thủy đài, bên hắc thủy đài vẫn chưa thu hồi, cũng có liên quan tới ý tứ của Thái Thúc Hùng, Thái Thúc Hùng vẫn hy vọng hắn ra làm việc, mà bên Hắc Thủy Đài cũng vẫn có người chú đóng trong thiệu phủ, hiện tại người đi theo hắn có người của Hắc Thủy Đài. Hai người nhìn nhau, hơi kiêng kỵ, một người nhắc nhở. Thiệu Đô Đốc, đây là việc nhà của bọn họ, ngài sử dụng thân phận Hắc Thủy Đài không khác nào quan báo tư thù. Thiệu Bình bao ồ một tiếng, thu lệnh bài trên tay vào. Chuyện nhà, được, vậy luận chuyện nhà, đây là muội tử nhà ta, chuyện nhà của chúng ta, mong rằng nhị vị không nên nhúng tay vào. Người còn lại nói, thiệu đô đốc, thiệu bình ba lên tiếng cắt ngang. Được rồi, có chuyện gì ta một mình gánh chịu, quay về ta sẽ cho trưởng lão thái thúc tỏa chấn trong cung một câu trả lời. Hất cầm một cái, nói với hai hạ nhân đang ấn người trên đất. Các người còn chờ cái gì? Tiếng vang răng rắc vang lên, hai chân của hạo khải và hạo vân thắng bị người ta bẻ gãy, bị chân người ta đạp gãy. a à, hai người kêu thê lương thảm thiết. Người đi theo hai người đó không ai dám làm bừa, bên này đã lên tiếng, ai dám ngăn cản nhất định cũng sẽ bị cắt đứt tay chân. Cũng không cản được, hộ vệ của Thiệu Bình Ba có không ít tu sĩ. Thái Thúc Hoan Nhi không đành lòng nhìn thẳng, quay đầu nhìn về phía một bên, nàng không biết đây mới là phong cách làm việc thật sự của trượng phu mình. Hai người đau chết đi sống lại bị thả ra, Thiệu Bình Ba đi tới từ trên cao nhìn xuống, lạnh lùng nói. Cho các người thời gian một ngày, trả lại những thứ các người đã nuốt cho đàng hoàng chứa chấp hoàng tộc của nguyên vệ quốc, ta còn chưa coi các người ra gì, ngày mai khoảng giờ này, dám thiếu một vật không trả, đừng trách Hắc Thủy Đài lấy tội thông đồng với địch để vây cả nhà lại. Vào Hắc Thủy Đài, ta cam đoan các người không thể nào còn sống đi ra được, cút đi. Hắn cũng không sợ đắc tội với hai người này, hắn làm như vậy, cũng không sợ sẽ tạo lên sóng lớn gì, bằng vào quan hệ hiện giờ với lũ triều thần, không ai sẽ vì một người không quan trọng mà đắc tội với hắn, hắn cũng sẽ không cho hai người này cơ hội trả thù, đợi hai người nhổ đồ ra hai người này sớm muộn gì cũng sẽ chết oan chết uổng sẽ có danh dư nhiệt tề quốc giết hai người họ vì vậy hai người đau đến mức đổ mồ hôi lạnh hừ hừ bị ném ra ngoài cũng nhanh chóng chạy trôi chết hai gã tu sĩ của tấn quốc phái chú ở vương phủ nhìn nhau cũng lui ra làm như việc không liên quan đến mình sau này chỉ cần báo cáo tình huống với bên trên nên xử trí như thế nào là chuyện của phía trên kế tiếp là cảnh tượng một nhà đoàn tụ thiệu tam tỉnh ngấn lệ bái kiến tiểu thư cũng tiến cử thái thúc hoan nhi cho người một nhà này làm quen. hai đứa con trai của hảo chân cũng gọi thiệu bình ba là cậu. trong ánh mắt của hai thiếu niên nhìn về phía thiệu bình ba là thần sắc dùng bái. chỉ bằng việc sát phạt quyết đoán mới rồi của thiệu bình ba, thiếu niên đương nhiên là đã hết giận. lại không biết thiệu bình ba đã từng muốn lót đường cho thiệu liễu nhi mà có ý định giết chết bọn họ. con trai ruột của thiệu liễu nhi đã có thể chạy nhảy khắp nơi, lại thích leo cây. tiểu tử đó thiệu bình ba đương nhiên là thấy, có lẽ gặp mặt. còn như Hạo chân thái độ từ đầu tới cuối đều rất trầm mặc, có hỏi mới có đáp được một câu. Lúc rời đi, Thiệu Liếu Nhi dẫn hai đứa con trai của Hạo Chân tiễn người tới cửa, Thiệu Bình ba lúc sắp chia tay mới căn dặn muội muội. Về sau có chuyện gì đừng nên không nói tiếng nào, phái người liên hệ với lão Thiệu. Thiệu Liếu Nhi khéo léo dạ một tiếng. Chương 2255, ô thường phản đối thai. Thiệu Bình ba quay đầu lại căn dặn Thái Thúc Hoan Nhi. Lúc nào nàng rảnh rỗi thì đi lại nhiều hơn chút, đừng nên quá xa cách. Thái Thúc Hoan Nhi cười kéo cánh tay của Thiệu Liễu Nhi. Người một nhà, đương nhiên là phải thường xuyên đi lại, còn cần chàng phải nhắc nhở sao. Hai vợ chồng cáo từ, nhìn theo xe ngựa rời đi, vẻ mặt của Thiệu Liễu Nhi dị thường phức tạp, cuối cùng đã thoát khỏi tình cảnh suýt bị ép điên, như chút được gánh nặng, bằng không mỗi ngày bị đám hạo khải chơi đùa như vậy nữa thì sẽ phải trải qua thời gian không phải là người. Trải qua việc này coi như đã hiểu, ở Tấn Quốc, tình huống của cả nhà bọn họ nếu muốn bình an sống sót không thể rời bỏ sự che chở của người ca ca này được ngồi ở trong xe ngựa trong lòng thiệu bình ba nặng chiếu lúc này thiệu liễu nhi lại gọi hắn là đại ca không ít lần còn bảo con trai mình thân thiết với hắn hơn huynh muội quay về với nhau là tốt đây là kết quả hắn muốn cũng là nguyên nhân trước đó hắn buông tay ngồi xem đám hạo khải bước bách mà không ra tay nhưng trong lòng hắn cũng cảm thấy khó chịu liễu nhi đã không còn là liễu nhi năm đó nữa đã không phải là Liễu Nhi yêu hận rõ ràng vì một người nam nhân không tiếc tự tử nữa, đã bị cuộc sống mài mòn các góc cạnh, khuất phục trước thực tế. Trong lời nói, vì bảo vệ chồng con lại mơ hồ có vài phần chủ động tỏ ra thân thiết. Đây có lẽ là chuyện tốt, nhưng cũng thể hiện rằng hắn chưa bảo vệ muội muội hồn nhiên được cẩn thận. Thái Thúc Hoan Nhi vô cùng vui vẻ, phát hiện tiểu cô này cũng không phải không dễ tiếp xúc, có chút thân cận với nàng, tảng đá trong lòng rốt cục đã rơi xuống, đang lẩm bẩm hôm nào sẽ dẫn bọn Thiệu Liễu Nhi đi đâu chơi. Tin đồn tấn quốc rời đô truyền ra, trên dưới triều đình Yến quốc đã đang phỏng đoán nhiếp chính vương có phải cũng muốn rời đô hay không, bởi vì thương triều tông chậm chạm không có ý chuyển tới kinh thành. Đại tư mã của Yến quốc là thương vĩnh trung dường như cũng nương nhờ vào phủ thành Nam Châu không có ý rời đi. Cả ngày chạy bên thương triều tông, bên người mông Sơn Minh và Lam Nhược Đình cũng thường xuyên có thân ảnh của hắn. Trong lòng hắn biết rõ, cái gì mà đại tư mã Yến quốc chứ, trên tay lại không có binh quyền chân chính gì, vị trí đại tư mã này nói là của ngươi thì mới là của ngươi, nói không phải là của ngươi thì bất cứ lúc nào cũng có thể bỏ đi, không có cách nào so được với Mông Sơn Minh và Lam Nhược Đình. Nhất là Mông Sơn Minh, thương triều tông thành nhiếp chính vương, địa vị trong quân đội Yến quốc của Mông Sơn Minh thực sự là vô cùng quan trọng, sau đó thường xuyên xin chỉ thị của Mông Sơn Minh. Hắn cũng có lý do không trở về Yến Kinh, bây giờ chính là thời điểm mà tử kim động, tiêu giao cung và linh kiếm Sơn điều chỉnh lớn về quyền lợi. Nhân mã của Yến quốc đang điều động một cách trắng trợn, đại tư mã như hắn lại không có thực quyền gì, cũng biết rõ rất nhiều chuyện, có thể liệt ra tình hình cụ thể và tỉ mỉ ở trong cung cho bên này tham khảo, cũng có thể hiệp trợ thương triều công hạ đạt quân lệnh với các châu ở đây. Vì thế, hắn cũng thuận theo tự nhiên mà ở lại nơi này. Ở lâu bên cạnh mấy người thương triều tông, rốt cục đã thăm dò được ý đồ của thương triều tông, thương triều tông căn bản không có dự định di chuyển kinh thành. Đầu tiên là thương kiến hùng tổ chức kinh thành quá sâu, nếu rời yến kinh tất phải điều đi đa phần nhân mã thân tín tới đó trước, sẽ ảnh hưởng tới bố trí binh lực. Thứ hai là bây giờ Nam Châu đang ở vị trí then chốt, vừa lúc đứng giữa Yến Quốc và Tân Quốc, còn mấu chốt hơn khi so với Kinh Thành. Cuối cùng chính là đã tiến hành bố trí lâu ở Nam Châu, ở đây sẽ yên tâm hơn, cũng dễ dàng ứng phó Đông Trinh đến Tân Quốc. Hiện tại cũng không phải Hoàng đế Yến Quốc, nếu vậy thì cần gì phải hao phí nhiều nhân lực vật lực để chạy tới Kinh Thành. Sau khi hiểu ý đầu bên này, Thường Vĩnh Trung lập tức sai người mua nhà cửa phủ đệ đặt ở Nam Châu, đồng thời đưa tin cho người nhà báo mau chóng rời tới nam châu có hắn đi đầu quan viên triều đình lập tức hiểu ra cái gì cũng bắt đầu chạy qua bên này chuyển nhà toàn bộ hệ thống quân chính triều đình cũng bắt đầu rời về phía nam châu giá đất của phủ thành nam châu cũng bị tăng vọt khí vân tông lam đạo lâm và đốc vô hư cùng nhau đi tới ô thường lộ diện đón khách gặp mặt cũng không khách khí gì hỏi có việc gì dựa vào lan can chắp tay mà đứng lam đạo lâm nói động tính của yến quốc lớn như vậy ngươi không nhìn thấy à ô thường ngươi muốn nói cái gì đốc phô hư bây giờ yến quốc do thương triều tông nắm giữ quyền quân chính nếu để hắn chỉnh hợp lực lượng yến quốc gây bất lợi tấn quốc đông trinh ngươi không nhìn thấy à lam đạo lâm thương triều tông này giỏi về thống lĩnh nhân mã chiến đấu chính xác là sẽ gây bất lợi khi tấn quốc đông trinh ô thường lợi hay không lợi thì thế nào làm đạo lâm, để phiêu miểu các đứng ra mời những người chủ yếu bên thương triều tông tới phiêu miểu các, mượn cớ diệt trừ. Ô thường, ta không tán thành làm như vậy. Đốc phô hư, lợi dụng lực lượng của tấn quốc để tạo bình thiên hạ chính là ngươi, hiện tại xuất hiện trở lực, phản đối thanh trừ cũng là ngươi, ngươi muốn làm gì? Ô thường, các người nghĩ thiên hạ toàn lũ ngu sao? Nếu ngại ý đồ của chúng ta còn chưa đủ rõ ràng, các người cứ giết hết những nhân vật chủ yếu trong Hàn Quốc cùng Tống Quốc đi, làm cho các phái trong thiên hạ đều biết chúng ta muốn cướp đoạt quyền lợi của bọn họ. Sau đó bọn họ bão đoàn, nhao nhao đoạt tuyến đầu của hai quân chống lại tấn quốc, các người liền vui rồi. Sau đó đám tu sĩ Nguyên Anh kỳ ẩn thân đó cũng chạy tới trong quân của tấn quốc đánh lén, quấy rối chúng ta phòng được sao? Kết quả là tấn quốc không thể càn quét được gì, còn làm cái rắm Nếu thật như vậy, tiếp tục biển rộng tìm kim làm sao được, còn phí tinh thần làm cái gì? Các người nghĩ cho rõ, hiện tại đại thế không ở bên chúng ta, nhưng thế lực khắp nơi ngoài sáng trong tối cũng không dám đứng ra, nếu thật sự ép tu sĩ trong thiên hạ bị những người đó lợi dụng, không có việc gì liền nhằm vào phiêu miểu các ám sát, chúng ta có bao nhiêu người có thể cung cấp cho bọn họ giết đây? Chúng ta còn có thể dắt người phía dưới ở lưng quần để bảo vệ được hay sao? Chẳng lẽ các người muốn cuối cùng chỉ còn lại có ba người chúng ta, sau đó ba người chúng ta mỗi ngày đi ra ngoài giết một đám, rồi có người quấy rối ở phía sau, dựa vào giết người liền có thể khiến người ta nghe lời sao? Còn lại ba người chúng ta, Dựa vào ba người chúng ta, có thể tìm được người sao?" Lam Đạo Lâm trầm giọng nói, "Nói không chừng bọn họ đã biết ý đồ của chúng ta rồi." "Ô thường, vậy ngươi nói làm sao bây giờ? Đừng quên đối phương còn có Thánh La Sát và La Phương Phỉ, còn có mười mấy tu sĩ Nguyên Anh kỳ, tình cảnh của chúng ta rất bị động, hiện tại chỉ có thể đi một bước xem một bước." "Đốc Phô Hư, mục đích của đối phương rất rõ ràng, đánh bại từng người một." đoán chừng đã để ý tới ba người chúng ta rồi, bất cứ lúc nào cũng có thể diệt trừ từng người chúng ta một. Ô thường, vậy bọn họ cũng phải giết được chúng ta mới được, bọn họ còn chưa động thủ đã nói lên bọn họ không nắm chắc, chỉ cần chúng ta tự mình ổn định trận tuyến đầu không để loạn, không cho nhóm bọn họ cơ hội để lợi dụng thêm, bọn họ liền không làm gì được chúng ta. Lam Đạo Lâm lạnh lùng nói, ngươi thật sự có thể làm được chuyện không bị lợi dụng sao? Lão yêu bà đã chết như thế nào? Ô thường, Trước không biết còn tự nhiên xuất hiện La Phương Phỉ, hiện tại nhất định phải suy nghĩ chuyện nếu La Phương Phỉ liên thủ với Thánh La Sát, ba người chúng ta không thể tiếp tục lục đục được. Lam Đạo Lâm nhìn Đốc Vô Hư, xuất hiện một La Phương Phỉ, người này còn không phải đã từng hạ sát thủ với La Thu đó sao? Chương 2256, diệt khẩu. Đốc Vô Hư hờ hững nói, ta nào biết La Phương Phỉ lại có thực lực giao thủ chính diện với ngươi chứ. Thực lực của La Phương Phỉ tột cùng là như thế nào, ta không thấy được còn không phải là do ngươi nói sao, thật hay giả hoặc là có phải do ngươi ôm ý đồ gì đó không, chỉ có chính ngươi rõ ràng nhất. Bên cạnh, đang xem tình báo, Hắc Thạch nhìn thấy ba người nghị sự thì tạm thời dừng ở bên cạnh, sau khi nghe được nội dung ba người nói chuyện thì âm thầm thổn thức không ngớt, cho tới bây giờ, giữa ba người vẫn còn đang đề phòng lẫn nhau, không tin tưởng lẫn nhau, vẫn coi đối phương là đại họa lớn nhất. Gã biết rõ, nếu không phải vậy thì chỉ cần cửu thánh đoàn kết, thiên hạ này không có ai có thể lay động địa vị của cửu thánh được. Nếu không như vậy thì tuyết bà bà sẽ không chết, ở hoang trạch tử địa sợ là cũng đã liên thủ giải quyết côn lâm thụ kia rồi. La thu cũng sẽ không chết, ở hoang trạch tử địa sợ là cũng đã giải quyết xong được la phương phỉ rồi. Nếu không có la thu và nguyên sắc bị người ta lợi dụng nội đấu, nguyên sắc cũng sẽ không chết. Thậm chí là lữ vô song, nếu lữ vô song bí mật phối hợp hành sự với mọi người, chỉ sợ cũng sẽ không xảy ra chuyện đó. Nếu cửu thánh cùng tiến lùi, có thể trưởng tôn di và mục liên trạch cũng sẽ không chết chín người đồng tâm vào điệp mộng huyễn giới có thể đã làm thịt thánh la sát rồi nói chung cửu thánh điêu linh thành như bây giờ xét đến cùng đều là kết quả nội đấu ô thường ngừng lại đi việc đã đến nước này nói những chuyện này nữa cũng không có ý nghĩa gì vấn đề bây giờ là đối phương từ một nơi bí mật chúng ta ở ngoài chỗ sáng chúng ta làm tất cả cũng là vì tìm ra được bọn họ chỉ cần khóa được mục tiêu những thứ khác đều không thành vấn đề chuyện này không cần hắn nhiều lời đạo lý này Lam Đạo Lâm và Đốc Vô Hư đều hiểu, nếu không phải phiêu miểu các đã bị phế, đã không còn cách nào tiến hành khống chế thiên hạ nữa thì cũng chẳng cần phải lợi dụng tấn quốc để thêm vòng vo làm gì. Lam Đạo Lâm, ta đề nghị xử trí đám thương triều tông đi, ô thường, là ta chưa nói rõ ràng hay là đầu ngươi bị nước vào rồi. Đốc Vô Hư, ta và Lam Đạo Lâm hoài nghi thương triều tông kia có vấn đề, sớm không chỉnh hợp, muộn không chỉnh hợp, cố tình ngay lúc này tiến hành chỉnh hợp Yến Quốc. Ô thường, tấn quốc nhất thống tây tam quốc vì ứng phó với tấn quốc đông trinh hắn chỉnh hợp lúc này cũng là chuyện rất bình thường lam đạo lâm chuyện chúng ta lo lắng chính là đối phương đã biết ý đồ của chúng ta rồi phía sau thương triều tông này rất có thể chính là những người đó đốc phô hư động thủ với đám thương triều tông nói không chừng có thể ép đám đó ra ngoài ô thường lạnh nhạt nói các ngươi suy nghĩ nhiều rồi lam đạo lâm trầm giọng nói ô thường hiện tại hai chúng ta muốn không nghĩ nhiều cũng khó sao bọn ta lại cảm thấy ngươi đang che chở cho thương triều tông vậy ô thường không sai các ngươi có thể nói ta đang che chở bởi vì người đứng phía sau ra lệnh thương triều tông chỉnh hợp không giống các người nghĩ phía sau thương triều tông chỉnh hợp yến quốc là ta đốc phô hư và lam đạo lâm đồng loạt nhìn về phía hắn ô thường bên thương triều tông các ngươi cũng không cần quá lo lắng đang âm thầm nằm trong sự khống chế của ta rồi hắc thạch khẽ nâng mắt nhìn hắn biết vị này phải nói ra lời như thế hẳn là bị ép Đốc Phô Hư có ý gì? Ô thường, Tấn quốc vừa mới nhất thống Tam quốc, hiện tại cần thời gian thu thập chỉnh đốn, đất chiếm được bất ổn lại vội vàng xuất binh Đông Trinh, nội bộ dễ xuất hiện phản loạn. Chúng ta không thể ngồi chờ, chậm rãi đánh tiếp thì phải đánh tới khi nào? Nói ngắn gọn, chuẩn bị kỹ càng trước, một khi Tấn quốc Đông Trinh, Thương triều Tông thống lĩnh yến quốc thất bại. Đốc Phô Hư và Lam Đạo Lâm nhìn nhau, Đại Khái đã hiểu ý của hắn, Thương triều Tông là nội ứng của vị này thật vất vả mới ổn định được hai người đó rồi đuổi đi, nhìn theo, ô thường cũng thầm thở phào nhẹ nhõm. Hắc thạch tới gần, thánh tôn, nếu như tấn quốc xua binh đông trình gặp phải thương triều tông kịch liệt phản kích, thì sẽ ăn nói như thế nào? Ô thường, bọn họ không nên động thủ với thương triều tông, nếu không tạm thời ổn định thì bọn họ có thể làm sao được? Hiện tại khẽ động, liền đánh rắn động cỏ, chúng ta còn chưa nắm được tung tích của những người đó, ngay cả rốt cuộc là người nào cũng chưa làm rõ được, trước làm thế đã rồi sẽ giải quyết sau trong lòng hắc thạch biết rõ không muốn đánh rắn động cỏ chỉ là một trong những nguyên nhân không nói cho đốc vô hư và lam đạo lâm tình hình thực tế chỉ sợ là muốn mượn tay bên kia để diệt trừ hai vị này chỉ có điều gã tới là vì muốn bẩm báo việc này thánh tôn chặn thư từ gửi tới mao lư sơn trang sau khi tìm hiểu đã tìm ra một vài đối tượng liên hệ chủ yếu có thiên hành tông căn cứ vào truy tung còn có người giám thủ ở đó phối hợp trên cơ bản có thể xác định người liên lạc với mao lư sơn trang là thái thượng trưởng môn văn hoa của thiên hành tông ô thường trầm mặc đúng là lão nhân kia hắc thạch còn có cả vạn thú môn tin tức làm giả chính là trưởng môn tây hải đường của vạn thú môn còn cả linh tông làm giả tin tức chính là trưởng môn yến trục thiên của linh tông còn cả ma giáo liên hệ truyền thư không phải ai khác chính là triệu hùng ca còn có bên kinh thành tống quốc nữa chính là vị giả vô quần sau khi gây ra việc kia mao lư sơn trang đã nhiều lần liên hệ xem nội dung thì dường như Mao Lư Sơn Trang có ý định thông qua đối phương để khống chế cục diện Tống Quốc. So sánh với tin tức trước đó người dịch ghi lại, trong đó sợ rằng có người đáng phải quan tâm đấy. Ô thường, người nào, hắc thạch, trong thư định kỳ đều sẽ xuất hiện thay mặt hướng tiên sinh vấn an ở trong nội dung, xét kỹ thì là người bên cạnh giả vô quần, hoài nghi là nguyên tòng, hộ vệ bên cạnh giả vô quần, cũng chính là giản sơn nguyệt kia. Giản sơn nguyệt, ô thường lẩm bẩm thần sắc suy tư. Lần trước người báo người này đã từng lên dọc, sau đó lại đột nhiên lặng đi à. Hắc thạch, không sai, hiện tại giả vô quần liên hệ với Mao Lư Sơn Trang, người này lại xuất sơn rồi, rất khả nghi, đang quan sát tỉ mỉ. Ô thường, còn gì nữa không? Hắc thạch, còn có một nội dung đáng xem xét, có thể xác định có liên hệ với hồ tộc trong nội bộ thánh cảnh, hiện nay chỉ khóa được người truyền thư ở cửa ra vào thánh cảnh, để tránh đánh rắn động cỏ nên tạm thời không động vào hắn. Chỉ có điều kỳ lại là thư hắn chuyển ra giường như không phải hướng tới hồ tộc, căn cứ vào quan sát, sau lưng của hắn khả năng còn có mạng lưới khác, đã bí mật bố trí nhân thủ đợi khi có thư qua lại nữa sẽ cố gắng mỏ ra được mạng lưới kia. Hồ tộc, ô thường khẽ gật đầu, càng ngày càng rõ ràng, Mao Lưu Sơn Trang này quả nhiên có cấu kết với hồ tộc. Hắc thạch, còn có một bên nữa chỉ có thể xác định là tử kim độc bởi vì cơ sở ngầm của phiêu miểu các bên trong tử kim động hầu hết đều đã bị thanh trừ nên người truy lùng cũng không tiện đuổi vào nội bộ của tử kim động, không có cách nào xác định người nhận thư là ai. Trong thư cũng không để lộ thân phận của đối phương, tạm thời không có cách nào xác nhận thân phận của người liên lạc. Ô thường hơi suy tư, từ tình huống của những nhà khác thì đều là tầng lớp cao nhất trong môn phái, sợ là tử kim động này cũng không ngoại lệ, chỉ sợ không phải trưởng môn cung lâm sách thì chính là những thái thượng trưởng lão kia. Hắc thạch, thánh tôn minh giám, ta cũng có suy đoán này. Ô thường, thảo nào tử kim động có thể bỏ qua quyền lợi giúp thương triều tông khống chế yến quốc. Hắc thạch, dựa theo lệ quyết sách cũ của nội bộ tử kim động, thái thượng đã thoái vị sợ là không tiện mạo muội can thiệp vào chuyện lớn như vậy, sợ rằng cung lâm sách có khả năng lớn hơn chút. chương 2257, giày vò A. Một, ô thường xoay người nhìn phía chân trời xa xa, thiên hành tông, vạn thú môn, linh tông, lại ở dưới mí mắt của chúng ta, hừ, có chút thú vị, nếu trong những môn phái này có dấu mục tiêu mà chúng ta muốn tìm, một loạt chuyện hư hỏng trước đó liền có thể hiểu được, có người đang liều mạng cản trở điều tra việc vô lượng quả có liên quan tới người của những môn phái kia. Hắc Thạch suy nghĩ một chút, gật đầu, xem ra đúng là như thế, một khi tra ra được trên người của đám đại môn phái đó, những người đó sẽ không chỗ nào có thể ẩn mình được. Ô Thường quay đầu nhìn, căn cứ vào những tình huống này trái lai cũng thôi đi, mấy nhà này chính xác là có khả năng đang ẩn giấu mục tiêu mà chúng ta muốn tìm cung lâm sách văn hoa tây hải đường yến trục thiên triệu hùng ca triệu hùng ca triệu hùng ca nhíu mày hắc thạch kỳ quái không biết có ý gì ô thường từ từ nói triệu hùng ca này ta đã sớm dành thời gian tự tay điều tra tu vi của hắn rồi hắn vẫn chưa đột phá đến nguyên anh kỳ lẽ nào những người này là do ta nghĩ nhiều ư hắc thạch có lẽ là hắn biết mình vẫn bị giám thị nên không tiện dùng vô lượng quả để đột phá hoặc là nói người lấy trộm vô lượng quả biết rõ tình huống của hắn nên không cho hắn vô lượng quả. Chỉ bằng Ngao Phong và Côn Lâm Thụ đã đột phá tới Nguyên Anh Kỳ, không có nghĩa là những người khác không có vấn đề. Nói đến hai người này, trong lòng gã có chút chua sót, ngay cả hai vị như thế cũng đã đều đột phá tới Nguyên Anh Kỳ rồi. Ô thường, những người này có vấn đề hay không thử một lần sẽ biết, người chọn người thích hợp, bày cục. Hắc thạch, được, ta sẽ đi sắp xếp. Cảnh nội Tống Quốc, trên Giang Hà, sơn mù nhàn nhạt giả vô quần tỉnh lại khoác một cái áo choàng đi bộ ra ngoài sân phơi dựa vào lan can nhìn bờ sông phía xa xa nơi mặt trời đang dần nhô lên tỏa ra ánh sáng rực rỡ gió sông quất vào mặt phất với áo choàng nhưng cũng khó lay chuyển được sự bình tĩnh trên mặt y tử bình hưu có chuyện phiền lòng y thay mặt xuất hành giải quyết chuyện đã xong đi thuyền bơi sông quay lại trên sông có ngư ông lái thuyền nhỏ tới nguyên tòng đúng lúc xuất hiện bên người giả vô quần cảnh giác trên thuyền nhỏ ngư ông mang theo cá tươi gào thét Hỏi có muốn mua hay không? Nguyên Tòng khoát tay áo, ai ngờ sau khi thuyền đánh cá tới gần chút, một tia sáng bàng bạc nổ tung cá tươi trong tay ngư ông, một luồng thiên kiếm cương ảnh cuồng mãnh chém tới. Nguyên Tòng xé không kéo giả vô quần tránh ra, thuyền lâu bị nghiền nát, ngư ông nhảy lên, từng luồng thiên kiếm cương ảnh điên cuồng chém ra, người trên lầu của thuyền đều sợ hãi không ngớt. Trong giây lát thiên kiếm cương ảnh biến mất lại có một đám người vọt ra khỏi mặt nước, điên cuồng vây công. Ngụy Đa bảo vệ giả vô quần bóng nguyên tòng nhanh như quỷ ảnh nhanh chóng qua lại như con thoi trong đám thích khách đợi động tĩnh tranh đấu tĩnh lại lâu thuyền đã nát bấy ngụy đa đã dẫn giả vô quần lên chiếc thuyền nhỏ của ngư ông một tay hộ tống người một tay cầm trường kiếm cảnh giác bốn phía còn có ba tên tu sĩ của tam đại phái tống quốc hộ tống đạp sóng bảo hộ ở xung quanh thuyền nhỏ cảnh giác trên mặt sông không thấy bóng nguyên tòng nữa nhưng thấy nước dưới sông không ngừng loang máu loãng tạp dịch trên lâu thuyền có người sống sót Lúc này có người chìm nổi cầu cứu trên mặt sông, có người tự bơi cứu lấy mình, có người ghé lên tấm ván của lâu thuyền vỡ ra, trong lòng còn sợ hãi. Mà trong sông dường như có quái thú ăn thịt người vậy, người nổi lên mặt sông không ngừng kêu rên, chậm rãi chìm vào đáy sông. Chờ một lúc, Nguyên Tòng trồi lên mặt sông, trên tay nắm ngựa ông giả đạp sóng mặt tới. Trong ánh mắt ba tên tu sĩ hộ tống nhìn về phía Nguyên Tòng tràn đầy sự kinh ngạc, biết thực lực vị này bất phàm nhưng lại không ngờ cao tới mức như vậy có thể chính diện chống lại thiên kiếm phủ, tu vi này là bậc nào? Ngư ông giả ném vào thuyền nhỏ, thần hình nguyên tòng chợt lóe, hai tên tu sĩ hộ tống trở tay không kịp, không ngờ y lại biết người đánh lén mình, tại chỗ bị nổ ngực, nổ ra máu thịt bầy nhầy. Còn lại tên tu sĩ hộ tống kinh hãi, trong đầu chợt hiện lên một suy nghĩ, diệt khẩu. Không cần nghĩ nhiều, hắn cũng không dám chần chừ, thoát thân quan trọng nhất, nhanh chóng trốn vào trong sông. Nguyên tòng phát sau mà tới trước bóng dáng cơ hồ là theo đuôi đi vào trong sông, một tiếng cạch vang trầm đến từ trong sông, có bọt nước theo dòng máu hòa lẫn. Thanh âm rầm rầm từ phía sau truyền đến, Ngụy Đa và Giả Vô Quần nhanh chóng quay đầu lại, chỉ thấy Nguyên Tòng đã ra mặt nước. Cất bước lên thuyền, Nguyên Tòng lạnh lẽo liếc nhìn bốn phía, giống như chim ưng, hiển nhiên là cảnh giác phải chăng còn có người sống. Ngụy Đa và Giả Vô Quần thì nhìn hắn, đều biết tu vi của hắn rất cao, nhưng trong khoảnh khắc giết nhiều người như thế, vẫn làm người ta cực kỳ kinh ngạc. Ngụy Đa cũng tận mắt nhìn thấy Nguyên Tòng mạnh mẽ chống đỡ thiên kiếm phù, lúc trước đối phương giết người phiêu miểu các còn không dám xác định, bây giờ đã xác nhận hoài nghi trong lòng, quả nhiên là cao thủ Nguyên Anh Kỳ. Ngay cả người đồng hành với mình cũng bị diệt khẩu, vì che giấu cái gì. Lần này ngay cả giả vô quần cũng nhìn ra, chẳng trách bên Nam Châu nói có người này, hắn không lo vấn đề an toàn, Nguyên Lai là cao thủ Nguyên Anh Kỳ, chẳng trách Nam Châu dám đối địch cửu thánh, Phái ra người bảo hộ hắn cũng là cao thủ Nguyên Anh kỳ, thực lực bên Nam Châu có thể tưởng tượng được. Sau khi cảnh giác quan sát bốn phía, Nguyên Tòng ngồi xổm xuống, phất tay kéo ra một vòi nước, xóa sạch hóa trang trên mặt Ngư ông giả. Sau khi Ngư ông giả hiện ra chân dung, ánh mắt của giả vô quần lấp lóe, có chút ngoài ý muốn, hiển nhiên là nhận thức. Nguyên Tòng hỏi, vì sao ám sát? Ngư ông giả gắt gao theo dõi hắn, tựa hồ hơi khó tin, hỏi ngược lại, ngươi là người phương nào? Nhìn thấy đối phương chống đỡ Thiên kiếm phù, làm sao có thể không sợ hãi. Nguyên Tòng, không muốn chịu khổ, thì trung thực bàn giao đi. Ngư ông giả nhìn giả vô quần, cười thảm nói, vì sao ta ám sát. Giả vô quần, người khác không biết, người còn không biết sao. Cầu tặc như ngươi, sẽ không chết tử tế được. Nguyên Tòng quay đầu lại nhìn giả vô quần, mắt lộ ra thần sắc hỏi dò. Giả vô quần cúi người, đưa tay viết ở sau lưng hắn, đại nội tổng quản của mục trác chân là mặt cao, lúc trước kinh biến chẳng biết đi đâu. Nguyên Tòng minh bạch, nguyên lai là dư nhiệt của mục trác chân dư nhiệt tử chung với mục trác chân đến báo thù cho mục trác chân nguyên tòng còn có lời hỏi mặt cao giả vô quần lại lần nữa viết ở sau lưng hắn trên sông có người vãng lai trước tiên rời đi đã nguyên tòng gật đầu đưa tay đánh ngất mặt cao sau đó đứng lên thì pháp điều động thuyền nhanh chóng rời đi ngụy đa đang nghĩ vẫn vơ chợt nghe nguyên tòng lên tiếng không nên nói đừng nói loạn bằng không đừng trách ta tàn sát cả thượng thanh tông điểm ra thượng thanh tông này là nói với người nào còn cần giải thích sao? Giả vô quần quay đầu lại nhìn Ngụy Đa, khẽ mỉm cười. Người thuyền đi xa, biến mất rồi. Trên ván gỗ bừa bộn đứng hai người, chính là ô thường và hắc thạch. Giản Sơn Nguyệt quả nhiên là cao thủ nguyên anh kỳ. Hắc thạch bỗng nhiên quay đầu lại nói, ở bề ngoài thần sắc ngưng trọng, kỳ thực nội tâm rất ước ao. Trận đánh giết này, chính là hắn một tay an bài, hết thảy nhân vật liên quan đều được cân nhắc qua, phát hiện nếu như muốn không đả thảo kinh xa, người khác thực không tiện hạ thủ, nghĩ tới nghĩ lui cũng chỉ có giản sơn nguyệt dùng tên giả nguyên tòng, bách túc chi trùng tử nhi bất hương chú thích, côn trùng trăm chân, đến chết vẫn còn dãy dụa, dư nhiệt của mục trác chân báo thủ không thể bình thường hơn được. Ô thường hừ hừ, có một cái này, cái khác đã tám chín phần mười. Bằng không không đủ để đánh động những môn phái kia mạo hiểm đối kháng phiêu miều các Giản Sơn Nguyệt, Văn Hoa, Yến Trục Thiên, Tây Hải Đường, Cung Lâm Sách, Côn Lâm Thụ, Ngao Phong, Gia Cát Trì Nơi này đã có 8 cái chương 2258, giày vỏ A. hai Triệu Hùng ca có phải hay không tạm không thể xác nhận, nhưng có một điểm có thể khẳng định, trong Mao Lư Sơn Trang ít nhất cũng ẩn giấu một cái. Cũng chính là nói, đã tìm được gần như 9 cái, tiếp tục nhìn chằm chằm, tranh thủ thăm dò những người còn lại. Vâng, Hắc Thạch đáp lời, tiếp đó lại khen nói, chỉ cần nắm giữ rõ ràng, Thánh Tôn Độc Tôn Thiên Hạ sẽ ở ngay trong tầm tay. Chuyện đến nước này, hắn đã rõ ràng dự định của ô thường, chỉ cần nắm giữ thân phận của những tu sĩ nguyên anh kỳ này, lấy có chuẩn bị công chưa sẵn sàng, bằng thực lực của ô thường, có rất nhiều biện pháp giải quyết từng cái. Thánh la sát gì kia cũng không đáng để lo, ở dưới tập kích hoàn toàn có thể nhân lúc đối phương chưa hóa thân chu diệt. Có một điểm cũng có thể khẳng định, là sau khi nắm giữ những tin tức này hắn sẽ không vọng động, còn phải lợi dụng những người này diệt trừ Lam Đạo Lâm và Đốc Vô Hư. Một khi diệt trừ nhị thánh kia, sẽ giải quyết những người này, thiên hạ sẽ triệt để thành thiên hạ của ô thường, muốn chơi như thế nào cũng được ô thường cũng có khả năng là chúng ta phán đoán sai bất quá những người này truyền thư sớm muộn gì cũng sẽ lộ ra đầu mối tiếp tục nhìn chằm chằm hắc thạch nói thánh tôn yên tâm đã nắm giữ mục tiêu xác thực thư lui tới đều có thể kiểm tra thuận tiện hơn rất nhiều ô thường không nên khinh thường đối với người tham dự nhất định phải cẩn thận đừng cho lam đạo lâm và đốc vô hư chui chỗ trống ta có thể giải quyết không hy vọng bọn hắn cũng nhúng tay vâng Hắc Thạch hạ thấp người nói, có khống chế nghiêm ngặt, tuyệt đối không có khả năng để lộ tin tức. Bị tập kích trong mật thất, Như Hiếu đạo cầm mật thư nhíu mày, nhàn nhạt, nhạt nói, xem ra Ô Thường đã ra tay rồi, thực lực của Nguyên Tòng bại lộ. Vân Cơ trần trừ, bên kia thẩm vấn qua, xác nhận là dư nhiệt của Mục Trác chân báo thù, không có cái hở gì, dùng cái gì xác định là Ô Thường. Nàng nhìn về phía Lữ Vô Song hỏi, đối thủ đánh cờ với nhau, hạ cờ đọ sức ở điểm nào, trong lòng mọi người đều rõ ràng, thời cơ đúng là được, không cần chứng cứ gì. Hắn nói ô thường chính là ô thường. Lữ vô song nói, ô thường lại có thể tra đến trên người nguyên tòng nhanh như thế, chỉ có thể nói rõ một điểm, ô thường đã có thể phiên dịch ra thư vãng lai like của Mao Lư Sơn Trang. Lời đến đây, nàng như ý thức được cái gì, chậm rãi đứng lên, ngữ khí trầm lạnh. Người cố ý, người không chỉ cầm Mao Lư Sơn Trang ra làm mồi, hơn nữa là cầm tất cả mọi người ra làm mồi, người điên rồi sao? Ánh mắt phân cơ lộ ra kinh nghi bất định, Nhiêu hữu đạo bình tĩnh nói, chỉ có không phải giả, chỉ có để hắn tự mình tra ra chân tướng chân chính, chỉ có bỏ đi hết thảy nghi ngờ của hắn, hắn mới sẽ tin tưởng, quyết không thể gây nên hắn hoài nghi. Chỉ có hắn cho rằng mình ở trong tối, chúng ta ở ngoài sáng, chỉ có để hắn cho rằng hết thảy bí mật của chúng ta đều ở trong lòng bàn tay của hắn, hắn mới có thể yên tâm, hắn mới có thể có đầy đủ kiên trì chơi tiếp. Nhiêu hữu đạo quay đầu lại nhìn nàng, hắn biết rõ Mao Lưu Sơn Trang có vấn đề. Nam Châu chỉnh hợp toàn bộ yên quốc động tĩnh lớn như thế, là ta đang thăm dò hắn, hắn y nguyên không có phản ứng, trái lại cha đến trên đầu nguyên tòng, nói rõ cái gì. Nói rõ hắn cắn câu, hơn nữa cắn rất chặt, không chết không thôi, sẽ không nhả ra. Lữ vô song gần từng chữ, trí chỗ chết mà hậu sinh, người cẩn thận nghịch chết chính mình. Nghiêu hiểu đạo, thay đổi ngươi là ô thường, tiếp đó ngươi sẽ làm như thế nào? Lữ vô song hít sâu một hơi, lấy giã tâm của ô thường, hẳn là trước tiên sẽ lợi dụng bên này diệt trừ lam đạo lâm và đốc vô hư sau đó sẽ một lưới bắt hết bên này nhưng ngươi đừng quên một điểm dù tính chỉ còn lại ô thường hết thảy lực lượng của ngươi liên thủ ta cũng dám bảo đảm ngươi không giết được hắn ít nhất hắn muốn trốn mà nói ngươi cản không được hắn sau này hết thảy người bại lộ sẽ không dám ngang nhiên lộ diện cùng cục diện trước mắt không có gì sai biệt thậm chí càng hỏng bét thí dụ như người nam châu là chạy không thoát nghiêu hữu đạo xoay người đối mặt nhìn chăm chú nàng một lát bỗng cười nói, vậy làm sao bây giờ, lẽ nào hiện tại dừng tay sao? Dừng tay, Lữ Vô Song vừa bực mình vừa buồn cười, người đã làm sự tình đến mức độ này, không nên bại lộ đều đã bại lộ, hiện tại dừng tay còn kịp sao? Nháy mắt lại ý thức được dị thường, không đúng, có phải ngươi để lại hậu thủ gì đối phó ô thường hay không? Nghiêu Hữu đạo không muốn nói cái này, đi trở về bàn ngồi xuống, nhìn chằm chằm mật thư trên tay suy tư. Tiếp xúc một đoạn thời gian, Lữ Vô Song cũng có chút hiểu rõ, biết vị này không muốn nói thì không nên hỏi nhiều, lại thay đổi vấn đề. Nguyên Tòng đến tột cùng là ai? Là Giản Sơn Nguyệt, Nghiêu Hữu Đạo lắc đầu. Không phải, Lữ Vô Song, vậy sẽ là ai? Nghiêu Hữu Đạo trầm mặc không nói một lúc, bỗng ngữ khí nặng nề nói, truyền tin tức cho Yến Trục Thiên, để hắn quan tâm đệ tử thanh cửu của Lam Đạo Lâm, xem lợi dụng đồ vật kia có thể xúi dục không. Truyền tin tức cho Văn Hoa, để hắn quan tâm đệ tử tư thiếu đông của Đốc Vô Hư, xem lợi dụng đồ vật kia có thể xúi dục không. Truyền tin tức cho Triệu Hùng ca, để hắn và Nam Thiên vô phương thương nghị, xem xem lợi dụng đồ vật kia xúi dục tâm phúc hắc thạch của ô thường, độ khả thi có lớn hay không. Vân cơ thử hỏi, đồ vật kia, vô lượng quả, như hữu đạo, không cần nói ra vô lượng quả, để người nhận được thư đoán đi. Lữ vô song không nhịn được hỏi, người muốn làm gì, như hữu đạo, không làm gì, chờ, chờ. Vân cơ và Lữ vô song hai mặt nhìn nhau, hai người hiển nhiên không rõ trong hồ lô của như hữu đạo bán thuốc gì khí vân tông, hắc thạch đi tới cửa lầu các có chút do dự, lại lần nữa nhìn mật thư trong tay, nội tâm cực kỳ dày vò. Mao Lư Sơn Trang phát ra mật thư, đã bị chặn lại phục chế, nội dung phiên dịch ra hắn tự nhiên là nhìn thấy. Muốn xúi dục hắn, còn có đồ vật kia, đồ vật kia đến tột cùng là chỉ đồ vật gì? Lẽ nào là vô lượng quả? Nếu thật là vô lượng quả mà nói, kia thực quá câu hồn, từ khi hắn nhìn thấy thư, liền có cảm giác chịu đủ dày vò, trên tay Mao Lư Sơn Trang còn có vô lượng quả, Hắn thật hận không thể trực tiếp tìm tới cửa, tìm đối phương hỏi rõ, nếu thật có, bảo hắn đi giết cha ruột còn được, huống chi là Ô Thường. Nhưng mà có chút hiện thực phải đối mặt, nội dung mật thư này có nên truyền cho Ô Thường hay không, không truyền mà nói, có nên diệt khẩu người chặn lại phục chế mật thư hay không, có nên diệt khẩu người chuyên môn phụ trách phiên dịch mật thư hay không. Nếu không thì dứt khoát mặc kệ, không để ý trực tiếp tìm tới cửa mật báo đổi lấy vô lượng quả. Mục đích người ta xúi giục không phải là muốn đối phó ba thánh sao? Dù trên tay đối phương thật có vô lượng quả, nhưng vạn nhất tìm tới cửa, đối phương cảm thấy mình không có giá trị lợi dụng, bằng thực lực của đối phương, e là mình khó có thể sống sót rời đi. Mà chỉ cần hắn lộ diện, dù người ta không cho hắn, hắn cũng không có cách nào. Để người khác liên hệ thay, hoặc ở trong bóng tối đưa thư. Sự tình này không nói bất tiện mượn tay người khác, chỉ sợ sẽ dọa người mau lư sơn trang bỏ chạy, cái nào còn sẽ lưu ở tại chỗ chậm rãi tán gẫu với ngươi, người bên kia chạy khẳng định sẽ kinh động ô thường nghĩ tới nghĩ lui, khắp nơi lộ ra không thích hợp, trong nội tâm hắc thạch dày vỏ a. À. Càng đáng chết là, mật thư này viết muốn dùng đồ vật kia xúi dục hắn, khiến cho hắn không biết ô thường nhìn thấy sẽ có cảm tưởng thế nào. Cuối cùng, hắn cảm thấy có chút không đáng tin, hắn thực không tìm được biện pháp giải quyết thích đáng, không dám mạo hiểm, cũng không biết ô thường ở trong bóng tối nắm giữ bao nhiêu tình huống, chỉ có thể hít một hơi thật sâu, đi tới phòng tối gõ cửa. Trường 2259, chờ, kéo. Thánh Tôn, vào đi bên trong truyền đến thanh âm của ô thường hắc thạch đẩy cửa đi vào tới giường trước hai tay dâng thư thánh tôn bên mao lưu sơn trang có động tác ô thường nhắm mắt chờ hắn nói tiếp kết quả nửa ngày không có phản ứng chậm rãi mở hai mắt ra nhìn thấy dâng thư không khỏi đánh giá hắn vài lần phần lớn thời gian hắc thạch đều là trực tiếp bẩm báo tình huống bộ dạng như thế này là cực kỳ hiếm thấy ô thường đưa tay tiếp thư nhìn nội dung đại khái hiểu hắc thạch khó xử dính đến hắc thạch hắc thạch không tiện trải chuốt ra ý kiến bẩm báo sợ có hiểm nghi giúp mình nói chuyện đồ vật kia ô thường hơi không rõ hỏi đồ vật gì vô lượng quả sao hắc thạch trong mật thư truyền cho yến trục thiên văn hoa và triệu hùng ca đều không có nói rõ là đồ vật gì chỉ nói là đồ vật kia bất quá đoán chừng khả năng chính là vô lượng quả bằng không còn có thể có đồ vật gì có thể xúi dục chúng ta ô thường ba người còn có ba trái vô lượng quả hoang đường chúng ta đếm ra đại khái đã có chín cái ta không tin còn có thể dư ba trái vô lượng quả đến nay không dùng. Hắc thạch, từ nội dung trong thư, dường như chỉ là quan sát ba người chúng ta, tìm kiếm chỗ đột phá, hẳn là quan sát cái nào có khả năng bị xúi dục, không hẳn là chỉ ba trái vô lượng quả. Căn cứ các loại dấu hiệu đến xem, thời gian ra gia cắt chỉ sử dụng vô lượng quả thời gian tương đối dài, rất có khả năng là 30 năm trước sau khi bị trộm không lâu liền để hắn dùng, văn hoa cũng ẩn lui nhiều năm, giản sơn nguyệt cũng ẩn lui nhiều năm, mà côn lâm thụ và ngao phong đột phá đến nguyên anh cảnh thời gian hiển nhiên là không dài từ thời gian cắt chỉ đến côn lâm thụ sử dụng vô lượng quả đến xem trên tay đối phương có lẽ thật còn vô lượng quả có lẽ là lưu cho tình huống khi cần ô thường lặng im một hồi lâu chợt hỏi nếu như đối phương thật cầm ra vô lượng quả đến xúi dục ngươi ngươi sẽ bị xúi dục sao hắc thạch căng thẳng sợ điều gì sẽ gặp điều đó trầm mặc một chút mới nói thuộc hạ đích xác có chút động lòng nhưng không dám phản bội thánh tôn ô thường vốn đã đáp ứng ngươi chỉ cần lấy được vô lượng quả liền cho ngươi một trái ai biết vô lượng quả bị trộm vô lượng thụ bị phá hủy nếu trên tay đối phương thật sự còn vô lượng quả ngươi yên tâm chỉ cần chúng ta lấy được ta nhất định cho ngươi hắc thạch vội vàng quỳ xuống xin thánh tôn thu hồi hứa hẹn này ô thường có chút ngoài ý muốn làm sao ngươi không muốn hắc thạch nói không phải không muốn nếu như cửu thánh đều còn thuộc hạ cầu cũng không được nhưng bây giờ Thánh tôn sắp vấn đỉnh trí tôn, thuộc hạ không dám cũng không muốn, có thể tiếp tục cống hiến cho thánh tôn, thuộc hạ đã rất hài lòng. Ô thường nghe hiểu, cửu thánh còn ở đây, đối phương dám muốn, một khi hắn thiên hạ độc tôn, lại muốn vô lượng quả chính là tìm chết. Nhìn thân sắc của Hắc Thạch một lúc, cuối cùng nói, người nói cũng phải, sự tình này không cần quyết định gấp, đến thời điểm đó lại nói. Vâng, Hắc Thạch đáp lại, trong lòng chửi má nó, mau lưu sơn trang kia không khỏi quá bẫy người, đang yên đang lành lại chơi như vậy này không phải hại người sao. Hắn cũng không biết ô thường có thể tin tưởng mình hay không, lại càng không biết ô thường có thể hoài nghi hắn sẽ vì vô lượng quả, ở trong bóng tối cấu kết với Mao Lư Sơn Trang hay không. Bất quá có một điểm hắn có thể xác định, kế hoạch lần này đối với ô thường mà nói không phải chuyện nhỏ, ô thường không thể không đề phòng hắn, đã biết tin tức này thì tuyệt đối không thể để hắn làm hỏng chuyện. Ô thường, thư lui tới tiếp tục cẩn thận nhìn, xem bọn hắn muốn hạ thủ như thế nào, nếu chọn chúng ngươi, cầm vô lượng quả đến suối dục ngươi, ngươi không ngại đồng ý đi. Ây, hắc thạch ngưng nghẹn không nói. Trong mật thất, Lữ Vô Song đi tới, đặt ở trước mặt Nhiêu hữu Đạo một phong thư. Triệu Hùng ca không có thương lượng với Nam Thiên Vô Phương cái gì, trực tiếp trả lời. Nhắc tới Nam Thiên Vô Phương, Nhiêu hữu Đạo theo bản năng liếc mắt nhìn Quản Phương Nhi, không biết tương lai nữ nhân này nhìn thấy Nam Thiên Vô Phương sẽ là phản ứng như thế nào. Hắn cầm thư lên nhìn, Quản Phương Nhi cũng đưa khuôn mặt qua quan sát, Nội dung trong thư biểu hiện, Triệu Hùng Ca đích xác không có thương lượng gì với Nam Thiên Vô Phương, Triệu Hùng Ca sáng tỏ nói, thật có đồ vật kia mà nói, Hắc Thạch tất phản, nhưng Hắc Thạch có thể phát huy tác dụng hay không thì không thể biết, chỉ sợ Hắc Thạch không hẳn có thể tìm được cơ hội hạ thủ. Ngưu Hữu đạo bình tĩnh nói, biết rồi, chờ tin tức của Yến Trục Thiên và Văn Hoa đến lại nói. Quản Phương Nghi không rõ, ngươi đang làm cái gì, kết quả không đạt được trả lời. Khí Vân Tông, trong một đình viện được trông coi nghiêm mật, Hắc Thạch đi vào xông thẳng tới một gian tĩnh thất. Trong tĩnh thất là ba nữ tu sĩ, chuyên phụ trách phiên dịch mật thư từ Nam Châu đi ra, trạng thái sinh hoạt của ba người bị khống chế nghiêm ngặt, nghiêm cấm tiếp xúc hoặc trò chuyện với người khác, cũng không thể rời tiểu viên này. Nhìn thấy Hắc Thạch đi tới, ba người đồng thời đứng lên hành lễ, chỉ là trong ánh mắt nhìn Hắc Thạch tựa hồ ẩn giấu chút cổ quái. Hắc Thạch hỏi, đi ra chưa? Đi ra rồi, một nữ lấy ra một tờ giấy dâng. Hắc Thạch tiếp nhận xem qua, sắc mặt tái xanh, trong lòng thăm hỏi 18 đời tổ tông của Triệu Hùng Ca. Trong thư nói cái gì hắc thạch hắn căn bản không tồn tại trung tâm gì với ô thường, nói cái gì không có lựa chọn, không cần thương nghị với nam thiên vô phương, chỉ cần cầm ra đồ vật kia, hắc thạch tất phản, chỉ là hắc thạch hắn không hẳn có thể tìm được cơ hội xuống tay với ô thường mà thôi. Nội dung loạn thất bát tao này, bảo hắn làm sao đưa cho ô thường xem. Hiện tại hắn đại khái hiểu thần sắc ba nữ nhân này dị dạng là chuyện gì xảy ra. Không có nhiều lời, Hắc Thạch xoay người rời đi, đi bẩm báo cho ô thường. Trước không dám ẩn giấu, đã để ô thường nhìn thấy nội dung, khả năng đã gây nên ô thường cảnh giác, hiện tại thì càng không dám ẩn giấu. Trong phòng tối, ô thường mặt không hề cảm xúc, Trấn An nói. Ta đã biết, tình thế đã ở trong lòng bàn tay ta, người không nên nghĩ nhiều, ta tin tưởng cho dù vì lợi ích, người cũng sẽ không phản bội ta. Thánh tôn minh giám, hắc thạch cúi người thật sâu, Yến Trục Thiên và Văn Hoa Hồi Phục cũng lục tục đến, nội dung đều không khác mấy với triệu hùng ca, không cần quan sát gì, đều chắc chắc, bất kể là thanh cửu hay tư thiếu đông, chỉ cần được lựa chọn, chỉ cần có thể đạt được vô lượng quả, tất nhiên sẽ phản. Ngưu hữu đạo từ trên bàn lật ra một tờ giấy, đưa cho Lữ Vô Song. Lệnh hầu tử chiếu nội dung trên thư truyền tin tức, Lữ Vô Song lấy qua nhìn một chút, phát hiện là phân biệt gửi cho Yến Trục Thiên, Văn Hoa và Tây Hải Đường, đã không còn sự tình gì của Triệu Hùng Ca. Phía trên có Ngưu hữu đạo tuyển chọn ra ba nhân viên của phiêu miểu các, Ba người này hiện tại phân biệt ở Khí Vân Tông, Linh Tông và Thiên Hành Tông, là thành viên của phiêu miểu các khống chế ba phái. Thóp của ba người được Trần Thuật rất rõ ràng, bảo đám người Yến Trục Thiên ở trong bóng tối nghĩ biện pháp lấy thóp khống chế ba người này. Trong thư nhiều lần bàn giao, đừng bại lộ thân phận của mình, ở trong bóng tối tiếp xúc, trong bóng tối khống chế, tình nguyện chậm rãi đến, có nắm chắc tuyệt đối lại hành sự, quyết không thể bại lộ. Lữ Vô Song vừa nhìn liền biết, Linh Tông cùng Thiên Hành Tông Yến Trục Thiên và Văn Hoa xử lý rất thuận tiện, bên khí Vân Tông không có người mình không tiện tiếp xúc, để Triệu Hùng ca đi làm mà nói, mà giáo sẽ rất bất tiện, nên giao cho Tây Hải Đường đi nghĩ biện pháp. Xem qua nội dung trong thư, Lữ Vô Song ngẩng đầu lên nói, ngươi chuẩn bị khống chế ba người này, sau đó để ba người này tiếp xúc hắc thạch, Từ thiếu đông và thanh cửu. Chương 2260, bão táp sắp tới một. Nhiêu hữu đạo xì một tiếng, tự diễu nói, ngươi cảm thấy nếu hắc thạch, từ thiếu đông và thanh cửu bị xúi dục, hạ thủ với ô thường, làm đạo lâm và đốc vô hư thành công độ khả thi lại lớn bao nhiêu. Nguyên phi chính là vết xe đổ, độ khả thi rất nhỏ. Trong lòng lữ vô song có đáp án, hồ nghi nói chẳng lẽ người lợi dụng ba người này che giấu cái gì. Như hữu đạo lắc đầu, không có che giấu cái gì, không có việc tìm việc mà thôi, trước liên tiếp ra tay, nếu đột nhiên bình tĩnh lại, sẽ chọc người sinh nghi. Có hành động, ô thường sẽ kiên trì chờ đợi, sẽ không để đốc vô hư và lam đạo lâm manh động. Kéo, có thể kéo bao lâu thì kéo bao lâu, hắn đích xác là tận lực kéo dài, hiện tại bên hắn đã chuẩn bị chu toàn, nhưng còn không có niềm tin tuyệt đối, không dám mạo muội phát động một kích cuối cùng, đến một bước này, không có niềm tin tuyệt đối hắn sẽ không vọng động. Cho nên hắn hy vọng ổn định ô thường, tận lực kéo, nếu có thể kéo dài tới tu vi của hắn đột phá đến Nguyên Anh Kỳ, thì là kết quả tốt nhất mà hắn hy vọng nhìn thấy. Vô lượng thụ đột nhiên nở hoa, triệt để đánh loạn kế hoạch của hắn hiện tại hắn hy vọng lấy một loại phương thức khác đạt đến kết quả mình muốn lữ vô song không rõ kéo như vậy có tác dụng gì như hữu đạo chúng ta muốn lợi dụng ô thường ô thường muốn lợi dụng chúng ta hiện tại song phương ai cũng không dám đả thảo kinh xà đều sợ manh động gây nên đối phương hoài nghi hiện tại chúng ta cũng không có biện pháp gì giải quyết đốc vô hư và lam đạo lâm đến mức độ này hai gia hỏa kia tất nhiên cảnh giác cao độ không dễ xử lý ô thường hiểu rõ bọn hắn cũng là người có thể dễ dàng tiếp xúc được bọn hắn, chúng ta đã không có biện pháp, vậy để ô thường nghĩ biện pháp đi. Nói xong dương mắt nhìn lữ vô song, kéo, kéo tới lúc ô thường không thể kéo được nữa, ô thường tự nhiên sẽ nghĩ biện pháp giải quyết. Trên đỉnh núi, ô thường đón gió sừng sững, hắn đang chờ, chờ bên Mao Lư Sơn Trang hạ thủ. Hắc thạch bước nhanh đi tới, bẩm báo thánh tôn, bên thánh cảnh phái người đáng tin tìm tới thượng tuyến, nhưng không biết là người nào, đối phương dịch dung, chúng ta không dám đả thảo kinh xa. Kỳ thực người này giấu ở địa phương cách lối ra thánh cảnh không tính quá xa, dường như chuyên phụ trách nội bộ thánh cảnh và Mao Lư Sơn Trang liên hệ. Ô thường ngoái đầu nhìn lại, chờ, đừng kinh động, bọn hắn sẽ không bỏ qua, nhất định sẽ động thủ lần nữa. Hắn đang chờ, bên nhiều hữu đạo thì đang kéo. Cứ như vậy, thời gian từng ngày từng ngày, một tháng lại một tháng trôi qua. Trong thiên hạ giao phong trí mạng nhất, một trận giao phong quyết định vận mệnh thiên hạ ẩn mà không lộ, đến nỗi khắp thiên hạ không người có thể nhận ra, dường như hết thảy đều tiến hành như thường. Đầu đường người đến người đi, rộn rộn ràng ràng, xe đẩy mang theo hàng hóa đưa đến các nơi trong thành. Tiểu nhị trong cửa hàng khuôn mặt tươi cười nghênh đón, tiểu thương thét to buôn bán, người trưởng thành bận rộn ra sức đổ mồ hôi như mưa, tiểu nhi ở trên đường phố chui tới chui lui, không có yêu lo. Còn có người bởi vì chuyện nhà hoặc không cẩn thận va chạm mà nổ ra cãi vã tranh chấp. Bây giờ Nam Châu đích xác là có chút chen chúc. Theo toàn bộ giàn giáo của triều đình Yên Quốc rời đến Nam Châu, Phủ Thành Nam Châu có thể nói cực kỳ phồn hoa, đã là nơi tắc đất tắc vàng. Dù sao phạm vi thành trì của Nam Châu không thể so sánh với Yên Kinh, theo đại lượng quyền quý và phú giả đi tới, một chút địa phương xó xỉnh đơn sơ trong thành cũng biến thành nơi giá cao, cũng có người ra tiền mua. Nơi này không phải Kinh Thành Yên Quốc, ở trên địa bàn của Thương Chiêu Tông, những hộ ngoại lai từ Kinh Thành đến kia, còn không ai dám mạnh mẽ cướp đoạt, chỉ có thể khách khách khí khí dùng tiền mua không ít gia đình nghèo khó xem như phát bút tiền tài, còn tương lai nơi nào che mưa che gió, không phải những bách tính bình thường này có thể cân nhắc. Dù có cân nhắc cũng không có biện pháp, giải quyết khốn cảnh trước mắt tất nhiên sẽ trở ngại ánh mắt lâu dài, người nghèo chỉ có thể dùng ánh mắt thiển cận đối đãi với tất cả mọi việc. Đối mặt loại tình huống này, làm nhược đình chủ trì chính vụ cũng khó xử, không tiện cưỡng chế bách tính không cho phép bán đất, người ta muốn sinh hoạt, người trả thù lao sao lam nhược đình có thể làm chỉ là tiến hành thu xếp bách tính ở khu vực rất xa xôi nói chung khu vực hạch tâm trong thành không ngừng bị người giàu có chiếm cứ người nghèo dán thiết bị trục xuất ra ngoại vi toàn bộ phủ thành nam châu như công trường náo nhiệt khắp nơi dỡ bỏ trạch viện cũ nát khởi công xây dựng phủ đệ mới quyền quý và phú giả mua lại những tiểu viện rách nát kia không thể ở nơi như vậy khẳng định sẽ trùng kiến thành chỗ ở thích hợp trong lúc nhất thời thợ thủ công ở bốn phương bị tiền công dụ hoặc dồn dập lao tới Thợ thủ công ở phủ thành Nam Châu là không đủ dùng, không ra giá cao không tìm được thợ a. Rất nhiều khách sạn người đông như mắc cửi, có chút khách sạn là cả tòa cả tòa bị người bao hết. Lúc này ở Nam Châu, chỉ cần tứ chi không thiếu, người người đều có thể tìm được việc làm, nhiếp chính vương cường đại giống như nam châm làm tài nguyên các phương cuồn cuộn chảy đến, bên yên kinh lại từ từ quạnh quẽ. Trên lầu các, Cao Kiến Thành và Lam Nhược Đình nhìn cảnh tượng bên ngoài, đàm luận là sự tình yên hoàng thương kiến hùng bị giam lỏng ở kinh thành. Thương kiến hùng mất đi tự do, trừ mỗi ngày ở trong nổi nóng chửi bới, thì không có sự tình khác. Chân chính lợi hại là mất đi quyền lực, ngay cả tiểu thái dám hầu hạ sau khi không kiên nhẫn cũng dám bất kính với thương kiến hùng, đám tần phi chỉ có thể giải quyết ấm no không có việc gì cũng không cung cung kính kính nữa, không ít cùng thủ vệ ở trong bóng tối giao hợp giải sầu tịch mịnh. Sự tình của thương kiến hùng, thương chiêu tông không chủ động hỏi, cao kiến thành không tiện chủ động nói với thương chiêu tông, nói với Lam Nhược Đình sẽ tương đối thích hợp, hắn tin tưởng sau khi nói cho lam nhược đình lam nhược đình tự nhiên sẽ báo cho thương chiêu tông chức quan của cao kiến thành y nguyên là yên quốc đại tư không nhưng tư thái của hắn thả rất thấp mọi việc khắp nơi bẩm báo lam nhược đình trưng cầu ý kiến nói xong chính sự lam nhược đình chuyển đề tài tới việc tư nghe nói công tử cao thiếu minh của đại tư không cũng tới cao kiến thành khá là cảm khái buông tiếng thở dài hắn cuối cùng cũng coi như có thể công khai lộ diện không cần trốn trốn tránh tránh nữa rồi Lam Nhược Đình chắp tay, đại tư không vì vương gia chịu nhục, ủy khuất công tử. Bây giờ bên Nam Châu sự vụ bận rộn, bên ti chức thiếu người, không biết đại tư không có thể bỏ đi yêu thích để công tử đến bên ti chức hỗ trợ hay không. Cao kiến thành minh bạch, nơi này không phải yên kinh, sau khi phá rồi dựng lại, không có mục nát như yên kinh, đặc biệt là vị trí của hắn, không tiện làm việc thiên tư an bài nhi tử của mình, bằng không hắn vừa dẫn đầu, phía dưới người người noi theo, sợ là sẽ làm thương chiêu tông tức giận bây giờ vị này tự mình mở miệng hỏi người này là báo lại cho cao kiến thành hắn cao kiến thành chắp tay đáp lễ có thể đi theo ti chính đại nhân là phúc khí của hắn cầu cũng không được ti chính là chức vị của lam nhược đình ở nam châu dưới tình huống bình thường luận cấp bậc còn lâu mới có thể so sánh với đại tư không nhưng bây giờ không phải tình huống bình thường nha lam nhược đình lại nói nghe nói gia đình đại tư không còn ở trong khách sạn vương ra từ lâu lệnh ti chức giúp đại tư không tìm kiếm nơi đặt chân thích hợp mãi đến gần đây mới tìm được địa phương thích hợp an bài, địa phương khả năng không rộng rãi bằng yên kinh, mong đại tư không đừng ghét bỏ. Nói đến sự tình này, Lam nhược đình có chút buồn bực, phát hiện vị này làm đủ tuyệt, không những không an bài nhi tử của mình, còn không an bài người nhà chỗ ở, hắn không tin vị này không có tiền mua. chương 2261, bão táp sắp tới 2. Nhìn thương vĩnh trung xem, mới tới liền bỏ tiền mua phủ trạch to lớn để ra quyến vào ở. Nào có đạo lý đại tư không của một quốc gia vẫn ở khách sạn, cuối cùng thương chiêu tông chịu không nổi, chỉ có thể chủ động an bài, tất nhiên là không ít lần thầm chửi đối phương làm hắn tốn tiền oan. Cao kiến thành một bộ thụ sủng nhược kinh, nhưng không khách khí. Nhiếp chính vương yêu ái, lão thần kinh hoàng, không dám chối từ, lão thần tạ ơn nhiếp chính vương ân trọng. Hai người phân biệt, Cao kiến thành trở về khách sạn, trực tiếp bảo ra quyến dọn nhà. Một nhà rời tới nhà mới, Cao kiến thành thay đổi thường phục, lặng Yên đi tới Mao Lư Biệt viện, trên danh nghĩa là đến bái phỏng đương gia của Mao Lư Biệt viện là quản Phương Nghi. Tới Nam Châu đã có một đoạn thời gian, sau khi mọi việc an bài xong, rốt cục cũng đăng môn bái phỏng. Hắn và bên này vốn có liên hệ bí mật, trước khi đến liên hệ tốt rồi, quản Phương Nghi đã ở bên trong chờ đợi. Hai người gặp ở bề ngoài khách khí một phen, quản Phương Nghi mời hắn vào nói chuyện, sau khi cho lui các loại tai mắt, mới mang theo cao kiến thành tiến vào mật đảo Trong mật thất nhiều hữu đạo mang theo mỉm cười chờ đợi. Vừa thấy mặt, Cao Kiến Thành vội vàng bước nhanh tiến lên hành lễ. Đạo ra, Ngưu hữu đạo cười nói, Cao Đại Nhân, rốt cục lại gặp mặt. Quay đầu lại đưa tay mời ngồi dùng trà, cố nhân gặp mặt, tự nhiên không tránh khỏi một phen tâm sự, nói về sự tình khi nào thương chiêu tông xưng đế, Ngưu hữu đạo lắc đầu. Này không phải sự tình ta cân nhắc, vương ra khi nào xưng đế, sau khi xưng đế lại nên thế nào, là sự tình mà những triều thần như Cao Đại Nhân bận tâm, ta không tiện hỏi tới. Cao Kiến Thành vuốt sâu trầm ngâm, sau khi xưng đế, cũng không phải Lão Phu nên bận tâm, đợi mọi việc thuận lợi, có thể vì vương gia hiệu lực đến đây, Lão Phu cũng nên quy ẩn. Nghiêu hữu đạo à lên một tiếng, Cao Đại Nhân ngôn ngữ tiêu cực, chẳng lẽ ở chỗ này bị lạnh nhạt. Bên vương gia kia ta nói chuyện có lẽ còn có chút tác dụng, có cái gì không ngại nói rõ. Cao Kiến Thành vội vàng vung hai tay, thân thể nghiêng về phía trước, phun ra tiếng lòng từ phế phủ. Đạo gia, vua nào chiều nấy, dưới trướng vương gia, người thích hợp ngồi vị trí của lão phu nhất là Lam Nhược Đình, phúc không thể tận hưởng, mới có thể lâu dài. Cũng không phải bị gạt bỏ gì, cũng không phải ý nghĩ tiêu cực, mà là lão phu tuổi thật lớn, chân chính nảy sinh ý định từ quan. Nhiều hiểu đạo minh bạch ý tứ của hắn, thay hắn châm trà. Sự tình trên chiều đường, cao đại nhân rõ ràng hơn ta, cao đại nhân quyết định tất trải qua đắn đo suy nghĩ, cao đại nhân tự mình làm chủ là được, có gì cần có thể tùy thời liên hệ như mỗ. Trong đình nghỉ mát, tử bình hưu và giả vô quần ngồi đối diện, một nói, một viết. Bây giờ bên này vẫn giao phong với tống hoàng ngô công lĩnh, yên quốc thương kiến hùng tao ngộ chính biến, trong nháy mắt rơi xuống vực sâu, cộng thêm mục trác chân chi biến, kết lần một lại lần hai dẫm vào vết xe đổ làm ngô công lĩnh rất cảnh giác, bắt đầu tước quyền hành của tử bình hưu. Tử bình hưu không chịu ủy quyền, mà sau lưng không chịu ủy quyền còn có giả vô quần bày mưu tính kế, làm ngô công lĩnh mềm không được, cứng lại không thể cứng không biện pháp làm gì tử bình hưu đối mặt cục diện như vậy giả vô quần viết xuống một câu không tiếc quốc lực lấy lợi ích của tam đại phái làm trọng giữ chặt kế sách này làm căn bản động thừa tướng tựa như động tam đại phái ngô thị sẽ không thể làm gì thừa tướng tử bình hưu xem qua thở dài một tiếng kéo dài như vậy sớm muộn gì cũng sẽ người chết ta sống khi nào mới kết thúc a à. giả vô quần lại viết xuống một tờ giấy bão táp sắp tới tử bình hưu thử hỏi gần không Giả vô quần gật đầu, Tấn Quốc hoàn thành rời đô, không ngoài thiệu bình ba sở liệu, Thái Thúc Hùng quả nhiên rời kinh thành Tấn Quốc đến kinh thành vệ quốc cũ, định đô ở đây. Một mảnh ruộng đồng rộng lớn, sóng lúa như phong ba, đoàn xe dừng lại, Thái Thúc Hoan Nhi kéo thiệu liễu nhi, còn có hai thiếu niên và một hài đồng xuống xe. Mọi người dọc theo dòng suối uốn lượn rời đi, thưởng thức cảnh tượng được mùa sắp tới. Ca ca, ca ca, hài đồng chân ngắn đi không kịp, theo ở phía sau hô phía trước truyền đến tiếng cười cười nói nói líu ra líu díu của Thái Thúc Hoan Nhi, phát tay chỉ chỉ, nói cho Thiệu Liễu Nhi, khu vực này đều là của nhà mình. Mọi người đã xem qua Thiệu Bình ba hạ thủ đầu tư sản nghiệp ở trong kinh, bên Thiệu Liễu Nhi tự nhiên là đưa một tòa nhà, Thái Thúc Hoan Nhi cũng mua một tòa nhà mình ưa thích, chiều đến các huynh đệ tỉ muội ước ao, lại nhìn thấy đất ruộng rộng lớn của nhà mình, làm nàng tâm tình thật tốt. Thiệu Bình ba chậm rãi đi dạo ở trên bờ ruộng, phóng tầm mắt nhìn xa. Lão Thiệu, bên đám người tử ngọc đều phân chia tốt rồi chứ. Thiệu Tam tỉnh nói, phân chia là phân chia tốt rồi, chỉ là thu lễ trọng như vậy của đại công tử, bọn hắn đều có chút ngại ngùng. Thiệu Bình Ba, nói cho bọn hắn, không phải tặng không, là sớm giúp bọn hắn mua lại, theo giá gốc trả tiền, không có gì phải ngại ngùng. Thiệu Tam tỉnh cười khổ, nói rồi, chứng từ lúc buôn bán đều cho bọn hắn xem, nhưng vẫn rất ngại, cảm thấy chiếm tiện nghi của đại công tử, xem như là ta cường hành bước bọn hắn nhận. Nhận là được, Thiệu Bình ba không nhiều lời nữa, cúi người hái bông lúa, khá là cảm khái. Lại là một năm được mùa, nếu như thế gian không còn chiến sự, nếu như thiên hạ bách tính an cư lạc nghiệp, một màn trước mắt thật sẽ rất đẹp. Thiệu Tam tỉnh, trong lòng đại công tử biết khí vân tông thân bất do so kỷ, có thể thấy tấn quốc Đông Trinh là không thể tránh khỏi, cuộc chiến này sợ là không biết còn sẽ đánh bao lâu. Nhắc tới cũng kỳ, non nửa năm này, các nơi trong thiên hạ tương đối an bình, dường như lộ ra quá an tính. Các nước bình an vô sự, các phái cũng yên phận, thế tục không nháo, tu tiên giới cũng không nháo, tựa hồ quá an tĩnh. Thiệu Bình ba dõi mắt nhìn xa, mắt lộ ra sầu lo. Thời điểm này có thể an tĩnh sao? Càng an tĩnh càng không bình thường, dưới bình tĩnh là vòng xoáy, đây rõ ràng là dấu hiệu trước khi bão táp đến. Ta xem thiên hạ đại thế, mơ hồ cảm giác các phương đều đang chờ đợi, tựa hồ chờ đợi một bước ngoặt đến, chỉ sợ tấn quốc bắt đầu đông trinh, chính là thời cơ kia, sẽ nhấc lên một hồi mưa to gió lớn, trận mưa gió này sẽ bao phủ toàn bộ thiên hạ. Thời điểm tấn quốc Đông Trinh khả năng chính là bão táp bắt đầu. Thiệu Tam tỉnh hoảng sợ, trải qua non nửa năm này chỉnh đốn, cao phẩm đã có dấu hiệu chuẩn bị Đông Trinh, kia chẳng phải sắp rồi. Ánh mắt Thiệu Bình ba nhìn về phía bách tính vui vẻ trong ruộng đồng, không nói. Không trả lời có lúc chính là hồi đáp, Thiệu Tam tỉnh lại hỏi, một khi trận bão táp này kéo tới, sẽ kéo dài tới khi nào? Thiệu Bình ba lại bước chậm về phía trước, đưa tay đụng vào bông lúa, cảm thụ xúc cảm xẹt qua đầu ngón tay. Quyết chiến sắp tới, non nửa năm không có động tính, song phương an tĩnh chỉ có một nguyên nhân, chính là chờ đợi, vì cái gì phải chờ đợi. Nguyên nhân có thể để bọn hắn nhịn được tính tình an tĩnh chờ đợi là cái gì? Đều là chờ một bước ngoặt đến, chờ đợi quyết chiến đến, hoặc là không động thủ, một khi động thủ, song phương tất nhiên một mất một còn. Ba thánh ở ngoài sáng, nguyên nhân giả vô quần không dám bại lộ ở ngoài sáng tất nhiên là khuyết thiếu về mặt thực lực, một khi quyết chiến, lá bài tẩy của hắn sẽ bại lộ, triệt để trở thành bị động. Cho nên hắn không động thủ thì thôi, một khi động thủ tất nhiên là một kích chí mạng. Người hỏi trận bão táp này sẽ kéo dài tới khi nào? Song phương an tính, hẳn đều chờ đợi cho địch một kích chí mạng, thậm chí ta hoài nghi ba thánh có phải đã nắm giữ ngọn nguồn gì của giả vô quần hay không, bằng không vì sao nhịn được như vậy. Chương 2262, cấp điều đường lui. Một hồi va chạm kinh thiên động địa sắp tới, lại có thể kéo dài bao lâu dưới va chạm tất nhiên có một phương sẽ thịt nát xương tan khả năng trở lại dây dưa như trước rất nhỏ cho nên sẽ rất nhanh bão táp đột nhiên đến cũng sẽ đột nhiên tan thành mây khói nhưng dư âm tất sẽ gột rửa toàn bộ thiên hạ thiệu tam tỉnh ngưng thần lắng nghe đi theo nhịp bước của hắn đại công tử cảm thấy ai sẽ thắng thiệu bình ba hừ lạnh minh thương dễ tránh ám tiến khó phòng thông thường đều là người trốn ở trong bóng tối chiếm tiện nghi giả vô quần ngươi còn không biết sao hắn không có niềm tin chắc chắn có thể quyết chiến sao. Bằng thủ đoạn của hắn, đã đẩy đổ 6 người trong cửu thánh, còn lại ba cái kia, người cảm thấy còn có khả năng thắng sao. Không ra ngoài ý muốn mà nói, ba thánh thất bại. Thiệu tam tỉnh suy tư khẽ vuốt cằm, lại nhìn thiệu bình ba chậm rãi đi dạo, trong lòng bỗng dâng lên cảm giác khác, đại công tử bị giả vô quần đè xuống rồi. Không thừa nhận cũng không được, đối mặt trận báo táp sắp tới kia, đại công tử đã thành khán giả, không có lực nhúng tay. Từ khi giả vô quần tới tấn quốc bắt đầu ra tay, từng bước một xem ảnh một đi tới, lại ném ra lam minh tiếp đại công tử đến, làm đại công tử đứng ở phía đối lập của cửu thánh. Một khi không tiếp xúc cửu thánh, hoặc tiếp xúc không đến cửu thánh, sẽ không nắm giữ được tin tức tầng cao nhất, không đủ tình báo, sẽ triệt để trở thành khán giả. Cái gọi là người trong cuộc mơ hồ người bên ngoài rõ ràng, thiệu bình ba cũng không có ý thức được vấn đề, nhưng thiệu tam tỉnh rõ ràng, bất quá hắn không biết cảm giác này có đúng hay không. Trong mật thất, Lữ vô song, Vân cơ, quản phương Nhi, viên cương, bốn tâm phúc bên người nhiêu hữu đạo toàn bộ đến đông đủ. Là nhiêu hữu đạo gọi qua, bốn người cũng kỳ quái. Non nửa năm này, phần lớn thời gian nhiêu hữu đạo trừ quan tâm tình báo các phương một chút, thì ít khi phản ứng sự tình khác. Trên căn bản đều chuyên tâm tu luyện. Cử chỉ này của hắn làm quản phương nghi rất áp lực, chịu khó tu luyện theo. Người đến đông đủ, nhiêu hữu đạo đi tới sau bàn ngồi xuống, nhìn bốn người hỏi, vương gia vẫn điều binh khiển tướng chủ bị vật tư tác chiến chứ. Viên Cương nói, bên Tấn Quốc triệu tập vật tư và nhân mã, ở Tây Bình quan thăm dò tình báo biểu hiện, Tấn Quốc tăng mạnh siêu tập tình báo với quân Yên và quân Hàn, Tấn Quốc đã có dấu hiệu đông trinh, vương gia không thể không sớm làm chuẩn bị. Không chỉ vương gia, bên Hàn Quốc cũng chuẩn bị, như Hữu đạo, xem ra đã đối mặt một cửa ải. Theo không kịp dòng suy nghĩ của người này rất khó chịu, quản phương nghi rất chán ghét ở trước mặt người này thường xuyên có cảm giác ngu si nhưng không nhịn được hỏi có ý tứ gì. Nghiêu Hữu Đạo, bên chúng ta có mồi treo ô thường, ô thường không hy vọng tấn quân Đông Trinh nhanh như thế, bây giờ tấn quân có dấu hiệu Đông Trinh, thì nói rõ hắn không cản được đốc vô hư và lam đạo lâm rồi. Nói xong dương mắt nhìn viên cương, hầu tử, kết thúc quan sát, ba người bị khống chế kia, có thể an bài tiếp xúc hắc thạch, thanh cửu, tư thiếu đông. Viên cương, lấy vô lượng quả đến suối dục sao, Như Hữu Đạo, không, đối tượng chủ yếu là hắc thạch, mục đích tiếp xúc là cho ô thường một lý do hợp lý liên hệ với chúng ta, là vì thành lập một con đường để ô thường cảm thấy sẽ không đả thảo kinh xà, nhưng có thể liên hệ với chúng ta. Lữ vô song cũng có chút không hiểu, thành lập con đường liên hệ với ô thường, như hữu đạo gật đầu, đốc vô hư và lam đạo lâm sẽ không quan tâm quốc lực của tấn quốc bị hao tổn, bọn hắn chỉ muốn đạt đến mục đích, chỉ cần có thể đạt đến mục đích là được. Từ trước đó quấy dày chiến lược của cao phẩm, bức bách cao phẩm cường hành tấn công tề quốc là có thể nhìn ra tấn quốc bình cường mã trắng có thể kéo lâu như thế, có thể kéo dài tới toàn diện chỉnh đốn xong xuôi, có thể kéo dài tới chậm rãi hoàn thành rời đô, này rất không bình thường, sau lưng tất nhiên là công lao của ô thường. Ta không biết ô thường dùng thủ đoạn gì ổn định đốc vô hư và lam đạo lâm, nhưng hiện tại hắn không vững vàng, chúng ta nhất định phải cho hắn một đường lui, bằng không hắn dưới bất đắc dĩ rất có khả năng sẽ động thủ với chúng ta. Lưu lại đường lui, chúng ta liền có thể bài trừ nguy hiểm này. Cho hắn một con đường liên lạc, Nguyên nhân không phải vì liên hệ với hắn. Sau khi khống chế người tiếp xúc với Hắc Thạch, chúng ta sẽ tiếp tục duy trì im lặng, tiếp tục bày ra trạng thái quan sát, tiếp tục kéo dài thời gian, ta cần thời gian, tranh thủ lại kéo thêm 3 4 tháng là được. Có đường lui, nếu Ô Thường còn có biện pháp ổn định cục diện thì sẽ duy trì tính nhẫn nại, sẽ không vội vã liên hệ với chúng ta. Nếu như hắn thực không khống chế được cục diện thì sẽ chủ động liên hệ với chúng ta, chỉ mong hắn không nên chủ động liên hệ nói chung nhất định phải cho ô thường một đường lui bằng không rất dễ dàng phá cục chúng ta sẽ rất nguy hiểm nhất định phải ngăn chặn nguy hiểm có khả năng xuất hiện lữ vô song nhíu mày suy tư vân cơ và quản phương nghi hai mặt nhìn nhau tựa hồ nghe hiểu lại dường như nghe không hiểu viên cương không biết có nghe hiểu hay không nói chung chỉ gật đầu xoay người làm theo trong lầu các ở tầng cao nhất ô thường bồi hồi suy tư gần đây hắn thường ở vào loại trạng thái này vì thế cục làm hắn dần dần có cảm giác áp bức thời gian dành cho hắn đã không nhiều. Hắn có thể nhìn ra bên Mao Lư Sơn Trang cẩn thận từng ly từng tí, không dám gây ra động tính quá lớn, vì ổn thỏa, đi từ từ, hắn cũng kiên trì chờ đợi. Nhưng tình huống trước mắt đích xác để hắn có chút không kiềm chế được, lúc trước hắn vì ổn định đốc vô hư và lam đạo lâm, tìm không ra lý do khác, nói ra chuyện ma quỷ thương chiêu tông là người của hắn. Bây giờ phải gánh chịu hậu quả vì lời này, trước còn có thể nói tấn quốc chưa hoàn thành chỉnh đốn, bây giờ tấn quốc đã hoàn thành chỉnh đốn, còn muốn chỉnh đốn thành cái dạng gì. Lại kéo mà nói, sẽ làm Đốc Vô Hư và Lam Đạo Lâm hoài nghi. Mà Đốc Vô Hư và Lam Đạo Lâm đã đôn đốc xuất binh. Hắn không tỏ thái độ, lúc trước bước tấn quân tấn công tề quân, hắn không có tỏ thái độ, cho nên lần này không biểu hiện ngược lại nói còn nghe được. Nhưng một khi tấn quân tấn công, thường chiêu tông xuất lĩnh nhân mã yên quốc tất nhiên sẽ phản kích. Mà kết quả phản kích tất nhiên sẽ rước lấy Đốc Vô Hư và Lam Đạo Lâm chất vấn, người không phải nói là người của người sao hai vị kia không phải ngồi không lại tìm lý do mà nói chắc chắn sẽ không tin tưởng tuyệt đối sẽ hoài nghi ô thường hắn có vấn đề có âm mưu gì chỉ sợ sẽ lập tức hành động dẫn đến đả thảo kinh xà dùng hết tất cả biện pháp biết rõ nguyên do là chuyện tất nhiên cũng bởi vì lời nói trước đó của hắn hai lão quái vật kia cũng đã sớm nhìn chằm chằm vào nam châu mà hậu quả đả thảo kinh xà là làm người mao lư sơn trang bỏ chạy hắn sao có thể để người chạy mất thật đến một bước kia hắn chỉ có thể thổ lộ thực tình nhưng này tuyệt đối không phải hắn nguyện ý nhìn thấy, giải quyết những người tiềm ẩn quay chung quanh Mao Lư Sơn Trang kia, Đốc Phô Hư và Lam Đạo Lâm làm sao giải quyết. Mắt thấy cơ hội tốt quét dọn tất cả cản tay tới, sao có thể lỡ mất. Nhưng bên Mao Lư Sơn Trang không chút hoang mang, hành động từ từ thực để hắn tâm tức, hắn tổng không thể chạy đi nhắc nhở chứ. Làm sao nhắc nhở, bên kia tuyệt đối không chịu nổi bất kỳ gió thổi cỏ lay nào. Tiếng bước chân truyền đến, hắn vừa nghe liền biết là hắc thạch. Quả nhiên, tiếng gõ cửa của hắc thạch truyền đến. Thánh tôn, vào đi, ô thường nói, cũng đình chỉ nỗi lòng bồi hồi bất định. Hắc thạch mở cửa đi vào, chắp tay nói, thánh tôn, mau Lưu sơn trang có động tác, căn cứ mật thư chặn lại phiên dịch ra, đã đôn đốc những người bị khống chế kia tiếp xúc thanh cửu, tư thiếu đông và ta, tin tưởng triệu Đỉnh rất nhanh sẽ tới tiếp xúc ta. chương 2263, Vì Tống Quốc Rửa Nhục Triệu Đỉnh chính là nhân viên của phiêu miểu các chú ở khí vân tông, cũng chính là người bị Mao Lư Sơn Trang ở trong bóng tối khống chế tâm thần ô thường rung lên đợi non nửa năm rốt cục chờ đến phản ứng bước tiếp theo hắn ả à lên một tiếng hỉ nộ không hiện rõ nói rất tốt nhớ kỹ đối phương rất cẩn thận sau khi tiếp xúc ngươi tất nhiên sẽ thăm dò người cần toát ra manh mối nguyện ý bị xúi dục Hắc thạch gật đầu minh bạch thuộc hạ chờ hắn tới tiếp xúc ra ngoài trở về triệu đỉnh mặt ngoài như thường nhưng trong lòng tràn đầy thấp thỏm cũng tràn đầy hối hận Hắn người như danh, rất anh tuấn kiên cường, mà bộ dạng đẹp đẽ có lúc sẽ thành ỷ lại. Mà quan hệ trên thế gian này, từ trình độ nào đó cuối cùng sẽ thành quan hệ nam nữ, hắn ở phương diện này không thể khống chế được mình, cùng một nữ nhân ở thượng tuyến phát sinh sự tình không nên phát sinh, kết quả bị Hảo Hữu phát hiện. Vốn cho rằng lần trước phiêu miểu các gặp phải nhiễu loạn, Hảo Hữu ngộ hại, sự tình triệt để trôi qua, ai biết bị người tìm tới. Đối phương chỉ nhờ hắn giúp một chuyện, nói là có thủ oán với một thủ hạ của Hắc Thạch trưởng lão bị bước bất đắc dĩ giúp người báo thù. Sau khi làm xong sự tình này, hắn biết càng lún càng sâu, quả nhiên không ngoài dự đoán, lại bị tìm tới, lại có việc cần hắn hỗ trợ. Mà sự tình lần này, để hắn minh bạch đối phương là người nào, lòng tràn đầy kinh hoàng. Trong đêm đang làm nhiệm vụ, tuần sát ở trong phạm vi bản thân phụ trách, chợt nghe hương rượu, theo hương rượu tìm tới, phát hiện trên một cây thông bên vách núi ngồi một người uống rượu. Người nào? Triệu Đính quát một tiếng, người trên cây quay đầu lại liếc nhìn chính là hắc thạch triệu đĩnh thấy vậy tranh thủ hành lễ trên mặt hắc thạch mang theo ý say trên dưới liếc mắt nhìn hắn miệng ợ rượu quay đầu lại tiếp tục ôm vỏ rượu uống nhưng trong bụng chứa không phải rượu mà là một bụng tâm tư chưa được chỉ rõ triệu đĩnh lưu cũng không phải đi cũng không phải theo lý thuyết đối phương không phản ứng hắn nên thức thời lui lại nhưng sau khi xoay người đi ra vài bước lại không nhịn được quay đầu lại đi vài bước lại quay đầu cuối cùng dừng bước Người ở sau lưng bước bách để hắn tiếp xúc Hắc Thạch, nhưng hắn không có quá nhiều cơ hội đơn độc ở chung với Hắc Thạch, bây giờ dường như vừa vặn va vào một cơ hội A. À. Nhưng người ở sau lưng bước bách để hắn làm sự tình khiến hắn như đối mặt vực sâu, khiếp đảm sợ hãi. Nhưng hắn từng bước một rơi vào, làm quá nhiều sự tình không quay đầu lại được, thóp và uy hiếp đều ở trong tay đối phương, đối phương đã dám bước bách, hắn liền không được lựa chọn. Sau khi do dự mãi, triệu đính xoay người, bước chân có chút hèn nhát lại từ từ đi tới bên vách núi đến gần cây thông thử gọi trưởng lão hắc thạch quay đầu lại hỏi có chuyện gì triệu đính thử hỏi vì sao trưởng lão lại ở nơi này uống rượu một mình hắc thạch lãnh đạm nói không được sao chẳng lẽ ngươi cũng muốn tới quản ta triệu đính vội nói không dám bất quá có thể từ trong lời nói của đối phương nghe ra dị dạng cái gì gọi là ngay cả ngươi cũng muốn tới quản ta toàn bộ thiên ma thánh địa vị này có thể nói là dưới một người trên vạn người trừ thánh tôn còn ai có thể quản hắn làm sao từ trong lời nói này nghe ra một chút đoan ý thêm nữa người ở hậu trường bức bách triệu đĩnh phảng phất như cảm giác trước mắt là cơ hội cùng hắc thạch trưởng lão đơn độc ở chung hơn nữa hắc thạch hơi chính choáng say là ngàn năm một thuở thời điểm mục quang lấp lóe suy nghĩ nên làm sao mở miệng hắc thạch phất tay vung một cái ném vỏ rượu qua quát một tiếng uống triệu đĩnh trở tay không kịp tiếp vỏ rượu xứng sờ xúc cảm bước chừng dường như còn có nửa vỏ rượu hắc thạch phất tay, trong hang động lại bay ra một vò, rơi vào tay hắn, xé giấy rán, lại lần nữa ngẩng đầu chè chén. Triệu đĩnh ôm vào rượu còn có chút do dự, hắc thạch đã tận lực giúp một tay sáng tạo cơ hội, trong lòng không khỏi chửi bới, bọn chuột nhát nhát gan, tưởng lão tử không biết người muốn làm gì. Bên này nắm giữ cơ mật của Mao Lư Sơn Trang, sự tình từ đầu tới đuôi còn rõ ràng hơn triệu đĩnh. Kéo dài một lúc, cuối cùng triệu đĩnh quyết định thử một lần, ngược lại thái độ của người ở hậu trường cũng chỉ là để hắn trước tiên thăm dò, gọn gàng dứt khoát hiển nhiên là không hiện thực. Sau khi suy nghĩ nhiều lần, triệu đính nhẹ nhàng rơi ở trên cành cây, đánh bạo chậm rãi ngồi xuống, nhìn hắc thạch, cũng ôm vào rượu uống một hớp. Hai người ngươi một hớp, ta một hớp, an tĩnh một lúc lâu, triệu đính rốt cục không nhịn được mở miệng. Hình như trưởng lão có tâm tư, thuộc hạ nguyện giúp ngài phân yêu. Phân yêu, ngươi giúp ta phân yêu. Hắc thạch cười ha ha, tiếp đó thở dài. Nhớ lúc đầu, người khác không nói, chỉ nói phiêu miểu các các ngươi, hoành hành thiên hạ, ở ngoài thánh cảnh ai không ngoan ngoãn thuận theo, nhưng bây giờ rơi vào như vậy, người phân yêu. Người có thể có biện pháp giải quyết, triệu đính vội nói, sự tình lớn như thế, thuộc hạ tự nhiên là bó tay, bất quá có thánh tôn anh minh, có trưởng lão ở đây, thuộc hạ tin tưởng hết thảy đều không là vấn đề. Hắc thạch hừ hừ, nịnh nọt, ta lại có thể có tác dụng gì, vô lượng quả bị trộm. Ý nghĩa trong thiên hạ ẩn giấu một nhóm tu sĩ Nguyên Anh Kỳ, ngay cả ta ra ngoài cũng phải cẩn thận bằng không khó giữ được cái mạng nhỏ này triệu đính cảm giác vị này thật có chút say rồi bình thường sẽ không nói loại lời trường người khác trí khí diệt uy phong nhà mình ánh mắt lấp lóe thử nói nếu trưởng lão đạt được vô lượng quả đột phá đến nguyên anh cảnh bọn chuột nhất kia nhất định không đáng sợ trưởng lão lẽ nào trong thiên hạ này không bao giờ tìm được vô lượng quả nữa sao hắc thạch cười gằn chỉ sợ người trộm trái cây sớm đã hưởng dụng sạch sành xanh người tìm đến cho ta được sao Triệu đính, vạn nhất vô lượng quả trong tay bọn chuột nhất kia không có dùng hết thì sao? Lấy thực lực của thánh tôn, một khi cướp đến tay, tất nhiên sẽ ban thưởng cho trưởng lão. Hắc thạch nhàn nhạt nói, vô lượng quả là có thể tùy ý ban thưởng sao? Triệu đính đánh bạo tiến thêm một bước, nếu bản thân trưởng lão tìm được thì sao? Trưởng lão dám dùng không? Ý tứ là, không sợ rước lấy thánh tôn bất mãn sao? Hắc thạch nghiêng mắt nhìn hắn, ý vị thâm trường nói, thay đổi là ngươi, ngươi dám dùng không? lời đến đây đình chỉ, chỉ lo uống rượu, có mấy lời không cần phải nói rõ, suy bụng ta ra bụng người, triệu đính đã hiểu, cũng tiếp tục uống rượu. Hắc thạch lại chờ hắn nói tiếp, kết quả không đợi được, triệu đính uống xong nửa vò rượu kia, mượn cớ còn đang làm nhiệm vụ xin cáo lui. Bước đầu thăm dò đến mức độ này đã gần đủ rồi, có thể mang tình huống báo lại cho hậu trường quyết định. Như vậy liền xong, Hắc thạch quay đầu lại liếc nhìn triệu đính rời đi, tương đối im lặng, nhưng hắn lại không thể bước đối phương nói cái gì quá chủ động không thích hợp bất quá hắn có thể cảm giác được đối phương và người sau lưng rất cẩn thận mà triệu đĩnh thăm dò cũng đích xác để trong lòng hắn dâng lên tâm tư không nói được trên tay mao lư sơn trang thật còn vô lượng quả sao hắn có dự định mật mưu tranh thủ nhưng ô thường không phải ngồi không hắn dám khẳng định ô thường sẽ không giao hết thảy sự tình cho hắn sau lưng khẳng định còn có người trong bóng tối hành sự triệu đĩnh khẳng định cũng bị ô thường theo dõi chỉ sợ ngay cả hắc thạch hắn cũng không ngoại lệ. Suy nghĩ nhiều lần, không tìm được biện pháp thích hợp, trong nội tâm cũng chỉ có thể khẽ than thở một tiếng, lòng tràn đầy phiền muộn uống hết vò rượu mới rời đi, tìm ô thường bẩm báo. Ô thường, rất tốt, sau khi đối phương thăm dò hẳn là sẽ hành động. Nhưng sự tình dường như không dựa theo phương hướng hắn dự đoán đi tới. Tấn quốc triệu tập đại quân, vật tư tập kết, giá tâm đông trinh của Tấn quốc đã rất rõ ràng. Hàn Quốc, Liên quốc đồng dạng tập kết nhân mã và vật tư của hai nước, trạng thái liên thủ chống cự tấn quốc cũng tỏ rõ. Chương 2264, kéo không được nữa một. Trong lúc nhất thời bầu không khí thiên hạ đại chiến phun trào, lòng người bàng hoàng. Trước khi tam quốc khai chiến, các nước đã bắt đầu giao phong, nhân viên tình báo của nhau đã đi đầu đấu võ, có thể nói một mất một còn. Đồng thời triển khai còn có nhân viên ngoại giao của các quốc gia. Tấn quốc lôi kéo Tống quốc, một khi khai chiến Hy vọng Tống Quốc ở sau lưng hai nước Yên, Hàn đâm dao, tự nhiên là hứa hẹn trọng lợi. Mà hai nước Yên, Hàn thì nghiêm khắc cảnh cáo Tống Quốc, một khi hai nước thất bại, để Tống Quốc để tay lên ngực tự hỏi, Tấn Quốc có thể xé bỏ hứa hẹn hay không, Tấn Quốc có thể chiếm đoạt Tống Quốc hay không. Hai nước nghiêm khắc cảnh cáo, chỉ cần Tống Quốc dám làm loạn, hai nước chẳng qua là liều cá chết lưới rách, trước tiên đánh Tống Quốc tàn phế. Cái uy hiếp này không hù được Tống Quốc, thật đến mức độ bản thân khó bảo toàn các người còn có thể có lực lượng kia. Nhưng Tống Quốc không ngốc, biết Tấn Quốc hứa hẹn không đáng tin, mục đích Tấn Quốc Đông Trinh là muốn độc bá thiên hạ, một khi đánh bại Yên Quốc và Hàn Quốc, chắc chắn sẽ không buông tha Tống Quốc. Tống Quốc cũng có chủ trương của mình, cảnh cáo Tấn Quốc không được vượt qua Tây Bình Quan, bằng không Tống Quốc sẽ xuất binh hiệp trợ Yên Quốc và Hàn Quốc, cộng đồng chống lại Tấn Quốc. Thái độ có thể nói kiên cường và bá khí, để Yên Quốc và Hàn Quốc ăn định tâm hoàn. Đứng ở góc độ của Tống Quốc, kết quả tốt nhất là Yên Quốc và Hàn Quốc có thể ngăn được quân tiên phong của Tấn Quốc, ba bên tiêu hao đến mệt mỏi, đối với Tống Quốc có chỗ tốt, nói không chắc Tống Quốc còn có thể có cơ hội khuếch trương. Yên Quốc và Hàn Quốc chiếm đoạt lãnh thổ Tấn Quốc, sự tình này vẫn làm Tống Quốc uất ức, nếu có cơ hội, Tống Quốc không ngại chia cắt lợi ích nha. Nếu Yên Quốc và Hàn Quốc không chịu nổi, bị bất đắc dĩ, Tống Quốc cũng chỉ có thể xuất binh tiếp viện, bằng không Tống Quốc sẽ theo gót chân của hai nước. Trong Hoàng cung Tống Quốc, A Tước Nhi trở lại địa phương nàng sinh hoạt nhiều năm, nàng rất quen thuộc hoàng cung này. Nhưng cảnh còn người mất, chủ nhân nơi đây đã biến thành người khác, một đại hán dâu quai nón. Mỹ nhân, quả nhiên là mỹ nhân khuynh Quốc khuynh Thành, ta thấy mà yêu. Tự tay xốc lên màn che mặt của A Tước Nhi, Ngô Công Lĩnh thưởng thức một phen, sau đó cười ha ha, đắc ý không ngớt. Hắn cũng không rụt rè, ôm lấy A Tước Nhi, không để ý ánh mắt dị dạng của cung nữ và thái giám, trực tiếp ôm mỹ nhân đi lén lúc thưởng thức bây giờ thế cục như vậy nếu tống quốc không nhân cơ hội muốn chỗ tốt mới là lạ a à tước nhi chính là chỗ tốt mà ngô công lĩnh ghi nhớ đã lâu đến thời điểm này còn nhớ nữ nhân các triều thần tống quốc đều rất bất mãn nhưng ngô công lĩnh nghĩa chính ngôn từ nói muốn rửa nhục cho tống quốc nói a à tước nhi là hoàng phi của tống quốc lại bị người bắt đi hận này sao có thể không tiêu các triều thần không phải người ngu nhưng đối mặt lý do đường hoàng này xác thực không tiện nói gì từ trình độ nào đó ngô công lĩnh nói cũng có chút đạo lý năm đó hoàng phi của tống quốc bị nước khác cường hành bắt đi đích xác rất mất mặt muốn trở về cũng chưa hẳn không thể nói ra thật có tác dụng rửa nhục nhưng then chốt là tâm tư của ngô công lính căn bản không phải lấy về thu xếp cũng không phải rửa nhục gì rõ ràng là muốn bản thân khoái hoạt thôi được rồi các triều thần tống quốc cũng quen vị này hoang dâm vô độ mà bên hàn quốc đối mặt sứ thần tống quốc căm phẫn sục sôi vì một nữ nhân tăng cao đến mức độ quốc hận thù nhà nhất định phải mang người trở về ở trong tình hình này vì một nữ tử ngoại quốc gây thù hằn là không đáng nhiếp trấn đình không muốn giao người nhưng đối mặt các triều thần tạo áp lực cuối cùng phải buông tay hắn không giống mục trác chân và thương kiến hùng đối với a tước nhi cũng không có quá nhiều tưởng niệm hơn nữa từ khi a tước nhi tiến cung hắn vì vậy mà gặp rất nhiều rắc rối từ đại tư mã kim tước bắt đầu trên dưới cả triều xuất phát từ các loại mục đích có rất nhiều bởi vì công có rất nhiều bởi vì hậu cung đấu tranh nói chung không ngừng có người nói nữ nhân này chẳng lành bước hắn xử lý. Đợi đến khi thương kiến hùng bị chính biến lật đổ hoàng quyền, bước theo gót chân của mục trác chân, ngôn luận chẳng lành càng xôn xao. Bây giờ Tống Quốc lại chọn ở thời điểm này đòi người, nhiếp chấn đình cũng không giữ được, tuy trong lòng không cam tâm, cảm thấy mất mặt, nhưng cũng chỉ có thể buông tay.